Rồi, ta học tiếp nhỉ. Thì như cái buổi hôm trước ta học thì ở buổi năm trước ta học thì các bạn còn nhớ là ta sẽ làm những bài liên quan đến các bài bộ óc đúng không nhỉ? Thì ở buổi năm ta ôn lại buổi năm một trước thì ta đã học được các cái lệnh biến đổi đối tượng nâng cao đúng nhỉ? Thì ta sẽ ôn lại như sau. Nhất, các lệnh biến đổi đối tượng nâng cao thì như trước đã học thì ta sẽ có hai cách. Một là các lệnh biến đổi đối tượng nâng cao tự do bằng tay, thì các bạn nhớ thời thao tác đầu tiên ta phải làm đó là chúng ta phải chọn đúng cái layer chứa tượng cần biến đổi, sau đó bấm tổ phím hình nhờ Ctrl T, sau đó mọi người nhớ là phải chuột vào đối tượng đó trên bảng thiết kế, chứ không phải là phải chuột vào layer trên bảng layer, được chưa? Và khi các em bấm Ctrl T và phải chuột vào đối tượng đó thì lúc này nó sẽ ra một cái danh sách chứa các lệnh biến đổi đối tượng nâng cao. Và chú ý, chúng ta đang sử dụng hoàn toàn bằng tay. Thì sách hiện ra này thì mọi thứ rằng là chúng ta sẽ có từng cái lệnh một. Nhất đó là lệnh scale. Thì lệnh này nó chỉ cho phép biến đổi về mặt kích cỡ và tỷ lệ, được chưa? Nó chỉ làm nhiệm vụ được kích cỡ tỷ lệ, không làm gì khác ngoài gì ạ, cái chức năng này. Lệnh thứ hai đó là lệnh rotate. Thì khi một người bấm phải chuột mà chọn rotate thì lập tức nó chỉ cho phép xoay đối tượng theo tâm mặc định hoặc tâm chỉ định sẵn. Tiếp đến thứ ba đó là lệnh scale. Lệnh scale này thì nó chỉ cho phép xoay đối tượng theo các cạnh hoặc các đỉnh. Và khi xoay nghiêng này, chúng ta thì xoay được theo một phương nhất định, một là theo trục hoành x hoặc là theo trục tung là y. Và tiếp đến đó là opacity, thì cho phép biến đổi đối tượng theo phối cảnh và nó tạo chiều sâu và nó giả là một không gian ba chiều, và cho phép mình kết hợp cả các lệnh zoom như scale ở phía trên để biến đổi đối tượng. Như vậy ở trong lệnh opacity này thì nó có kết hợp gì nhỉ, cả lệnh scale và ngoài cái việc biến đổi một cách di chuyển các đỉnh, thì ở lệnh opacity này nó khác scale như thế này, là khi các em di chuyển một đỉnh bất kỳ thì cái đỉnh đối diện sẽ đi vào hoặc ra phía ngoài tương ứng với đỉnh ta đã di chuyển. Và trong lệnh opacity này chúng ta hoàn toàn có thể xô các cạnh, được chưa, bằng cách đưa nhỏ chuột đến các cạnh và để xô, được chưa? Tiếp đến chúng ta lại học lệnh rất đặc biệt. Thì trong cái nhóm lệnh mà biến đổi tự nâng cao này thì thấy đặc biệt chú ý mọi người hai cái lệnh cuối cùng. Lệnh 5 đó là lệnh distort. Thì lệnh này cho phép biến đổi cái cấu trúc và hình dạng của đối tượng gốc ban đầu để nó ép vào các khuôn mẫu mà có cấu trúc và hình dạng là các đoạn thẳng nối nhau và tạo thành các nhọn hoặc các vuông. Thì đây là lệnh ép khuôn đặc biệt, biến đổi cấu trúc đặc biệt. Và lệnh này nó có một cái giới hạn, đó là các khuôn mẫu phải là các đoạn thẳng nối tiếp nhau tạo được các nhọn, các vuông. Còn nếu khuôn mẫu là đường cong thì lệnh này không làm được. Và lệnh này rất là mạnh. Và để khắc phục cho cái việc là chúng ta muốn áp biến đổi đối tượng này bất kỳ vào một khuôn mẫu có đường cong bất kỳ thì ta dùng lệnh cuối cùng đó là lệnh warp. Thì lệnh warp này là lệnh nâng cao hơn biến đổi, khắc phục cái nhược điểm của lệnh distort, là nó cho phép biến đổi cấu trúc và hình dạng đối tượng theo ô lưới. Thế thì khi mọi người bấm Ctrl T mà chọn lệnh warp, lập tức nó hiện ra một ô lưới gồm 9 ô. Thì mọi người biến đổi nó bằng cách mọi người di chuyển các cánh tay đòn. Chú ý ở đây, khi bấm Ctrl T chọn lệnh warp thì chỉ có 4 đỉnh ở 4 góc của đối tượng mới có cánh tay đòn. Mỗi đỉnh xuất hiện 2 cánh tay đòn. Thì chúng ta có thể di chuyển cánh tay đòn hoặc các điểm nút hoặc các ô lưới để ép cái đối tượng đó vào một khuôn mẫu có cấu trúc là đường cong khép kín nhưng mà tự do. Dạ, nó được khép kín nhưng đường cong tự do. Thì các bạn để xem lại cái video của buổi trước, thì để mô rất kỹ trong các ví dụ và mình sẽ ôn lại các bạn kiến thức buổi trước, ta đi tiếp buổi sau nữa. Và tiếp đến
chúng ta lại có các loại biến đổi đối tượng nâng cao sử dụng các khuôn mẫu có sẵn. Thế thì rất đơn giản là bước 1, chúng ta có phải chọn đúng cái layer chứa đối tượng cần biến đổi. Sau đó bấm tổ phím Ctrl T, lúc này chúng ta không phải chuột vào đối tượng nữa, mà sau khi bấm Ctrl T xong, chúng ta nhìn lên thanh thuộc tính khung cụ, chúng thấy cái biểu tượng như này, được chưa? Thì biểu tượng này là biểu tượng của lệnh Switch Between Free Transform and Warp Mode. Thì lệnh này nằm ở trên thanh thuộc tính khung cụ. Thì chúng ta sẽ bấm trái chuột vào biểu tượng này. Thế thì sau khi bấm trái chuột vào biểu tượng này, thì trên thanh thuộc tính khung cụ thì mọi người sẽ thấy là ở bên phải của chữ Warp có một danh sách. Thì mọi người chỉ bấm vào danh sách bên phải chữ Warp này để sổ ra toàn bộ các khuôn mẫu có sẵn. Được chưa? Và mọi người sẽ chọn một khuôn mẫu có sẵn này trong danh sách sổ ra, và chúng ta bắt đầu điều chỉnh. Bằng như đây là các khuôn mẫu có sẵn, thì các hình dạng ở trong mẫu này, người ta đã gợi ý cho mình cái hình dạng mà cho nhờ biến đổi, chúng ta phải chọn. Và bước 4, chúng ta điều chỉnh thông số của khuôn mẫu bằng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta hoàn toàn có thể dùng con chuột để điều chỉnh khuôn mẫu trực tiếp trên bản vẽ. Khi mọi người chọn khuôn mẫu bất kỳ, thì trên đối tượng sẽ có một cái điểm nút màu ghi đen, hình vuông ghi đen. Mọi người bấm chuột vào đây, mọi người giữ và kéo để di chuyển để điều chỉnh khung. Cách thứ hai là mọi người điều chỉnh thông số bend trên thanh thuộc tính của công cụ. Thế thì khi mọi người di chuyển điều chỉnh một cách một bằng chuột hay cách hai thì đều như nhau cả. Thì khi mọi người điều chỉnh cách một thì thông số bend này cũng tự động điều chỉnh theo, và ngược lại khi mọi người điều chỉnh bằng thông số bend này, tức là thông số bẻ cong của khung, thì lập tức khung ở bên gì ở bản vẽ sẽ tự động điều chỉnh theo thông số này. Và đây là lệnh ép khuôn theo thông số kỹ thuật, cho nên chúng ta hoàn toàn thể chế copy thông số để áp dụng cái khuôn mẫu này cho các đối tượng với độ cong giống nhau. Được chưa? Thì những cái này thì nói rất kỹ ở buổi trước cái bài, qua cái bài bộ óc, đúng nhỉ? Thì ta sẽ xem lại video đấy, thấy chưa? Và cũng như các lệnh biến đổi cơ bản, thì để kết thúc lệnh thì bấm phím Enter, và để gửi lệnh cho cái biến đổi thì bấm phím Escape. Và hôm trước chúng ta đã học đó là cách thiết lập độ trong suốt opacity cho layer. Thế thì chúng ta thấy là có hai cách, đúng nhỉ? Một là thiết lập độ suốt nhanh cho layer bằng tay. Thế thì bước 1 chúng ta chắc chắn, bởi vì thiết lập độ trong suốt cho layer cho nên chúng ta phải chọn đúng cái layer cần thiết lập trên bảng layer. Sau đó chúng ta sẽ bấm trái chuột vào cái ô bên phải của thuộc tính opacity trên bảng layer để thiết lập giá trị. Hoặc cách thứ hai, có thể bấm trái chuột thẳng vào chữ opacity, giữ hoặc kéo sang trái để giảm, hoặc giữ hoặc kéo sang phải để tăng. Nhưng đây chúng ta hoàn toàn bằng tay. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có nhiều layer hoặc chúng ta làm nhiều thao tác thì cái việc này rất mất thời gian, bằng cách là phải bôi đen rồi đấy nhá. Thì chúng ta thường hay dùng cách thiết lập nhanh chậm. Thì cách thiết lập độ thông suốt opacity nhanh cho layer thì chúng ta sẽ có các bước sau đây. Bước đầu tiên, chúng ta vẫn phải chọn đúng layer chứa tượng cần thiết lập. Sau đó mọi người bắt buộc phải chuyển về công cụ Move Tool bằng cách bấm phím V. Đây là bắt buộc, được chưa? Bước thứ hai, mọi người sau đó sẽ bấm phím số tương ứng trên bàn phím để thiết lập độ thông suốt nhanh cho layer như sau. Nhất, nếu mọi người bấm số 0 thì sẽ hiểu là thiết lập độ thông suốt opacity là 100%, tức là không thể nhìn xuyên qua được. Cái thứ hai là nếu mọi người bấm phím số từ số 1 đến số 9 thì thiết lập độ thông suốt sẽ từ 10%, 20% đến 90% tròn trục. Và nếu mọi người muốn thiết lập opacity là các số không tròn trục, các bạn bấm nhanh hai số liên tiếp trên bàn phím. Ví dụ như muốn bấm là 65, bấm nhanh hai phím 6 và 5. Và cuối cùng, để thiết lập opacity bằng 0%, tức là bị ẩn đi, nhìn thông suốt không nhìn gì cả, thì mọi người bấm nhanh
hai số 0 liên tiếp thì lúc này sẽ trả về USD là 0%. Chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ sang cái buổi phước cơ bản buổi thứ 6 nhờ, thì chúng ta sẽ đi qua một hai bài tập tiếp theo để mọi người nắm rõ hơn về công dụng, sau đó sẽ đi tiếp. Ok. Thế thì ở trong cái lớp học này thì mọi người sẽ bấm vào mục tài liệu của người ta cái buổi bài tập buổi 6 về chúng ta làm, được chưa? Thì bật ra thì chúng ta sẽ làm cái bài này để chúng ta đi tiếp một phần quan trọng ở trong Photoshop. Thì chúng ta sẽ đưa sản phẩm này vào đây và chúng ta bắt đầu làm cái bài này. Thì chúng ta sẽ vào menu window, chọn arrange và chọn to up vertical để sắp xếp hai file theo chiều dọc trên cùng một cửa sổ. Thế thì đây chúng ta có một cái bài như này. Đầu vào chúng ta chỉ có một em như này đang giơ nách lên nhờ, và đầu ra như thế này. Chưa được. Thì như thông lệ chúng ta cần tạo một file thiết kế có kích thước và độ phân giải giống hệt file gốc. Thì đơn giản chúng ta bấm trái chuột vào tab Final, sau đó menu Image và chọn lại Duplicate. Ta chọn là gì nhỉ? Quảng cáo lăn nách nhỉ? 2016. Ok. Và lúc này ta đã tạo được hoàn toàn một file thiết kế mới có thông số giống hệt file gốc ban đầu. Và lúc này ta chỉ cần đổ màu đen vào trong layer background để xóa tất cả các file các cái dữ liệu gốc đi để bắt đầu làm. Thì đây chúng ta cần đổ màu đen. Chúng ta nhìn vào thanh thủ kính công cụ có thấy màu đen đang nằm ở màu gì đấy, background. Cho nên tắt là Control và Backspace. Như vậy thầy đã thiết lập nhanh xong cái gì đây, background. Bây giờ chúng ta chỉ việc đưa cái cô này sang bên này. Thế thì ở đây để chọn nhanh cái cô này thì chúng ta có rất nhiều cách. Như thầy dạy các em rồi là để sử dụng công cụ tại vòng chọn thì khi ra quân chúng ta sử dụng công cụ mạnh nhất, đó công cụ gì ấy, W1 Quick Selection Tool. Tuy nhiên đối với trường hợp này thì Quick Selection Tool sẽ không chọn nhanh bằng công cụ Magic Wand Tool. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là cô gái này được đặt trên một nền trắng đồng nhất, cho nên dùng công cụ Magic Wand Tool là nhanh nhất. Ở đây chúng ta chỉ việc bấm Ctrl A. Ctrl A ở trường hợp này nó sẽ tạo vùng chọn bao xung quanh kích cỡ của phát thiết kế gốc. Việc bấm chọn tab này, bấm Ctrl A để tạo vùng chọn bao quanh tất cả. Sau đó tôi bấm chọn công cụ Magic Wand Tool, vẫn để thông số sai lệch màu tolerance là 32. Tôi giữ phím An, sau đó tôi bấm trừ vào màu trắng để tôi trừ tất cả các điểm màu đồng nhất. Sau đó tôi bấm trừ vào trong phím này, trong chỗ này, và bấm trừ vào trong phím hai chân cô gái. Chưa? Và tôi đã xong rất nhanh. Chứ nếu mọi người chọn cụ Quick Set Tool, mọi người kéo rất lâu và mất thời gian. Xong rồi bấm Shift F6 đặt gì đây? Đặt Feature độ bền biên. Ở đây ảnh chất lượng kém cho nên tôi đặt 0.2. Sau đó tôi bấm phím V và đưa lên này sang. Xong rồi mọi người V rồi, ok. Xong tôi tắt lên này đi. Rồi tôi đặt đi, em này gì đấy là Hot Girl nhờ. Sau đó tôi Ctrl T, tôi phải chuột vào và tôi lật theo chiều ngang từ nhá. Bây giờ xếp hai file theo chiều ngang để mọi người theo dõi cho dễ. Chưa? Thì đây tôi Ctrl T, sau đó tôi phải chuột và lật em này theo chiều ngang để theo cùng chiều. Sau đó tôi thu nhỏ lại, tôi giữ Alt Shift để biến đổi từ tâm bốn phía nhờ. Ctrl cộng cho mọi người, tôi Ctrl T lên, phải chuột Flip Horizontal. Sau tôi đưa em này vào đây, đúng nhỉ? Sau tôi minimum lại, tôi thu nhỏ một chút phần này. Giờ em này tôi thu nhỏ một chút nhỉ? Em như này. Rồi thu nhỏ một chút như này. Rồi và em như này, được chưa? Rồi lại khá thế nhỉ? Ok chưa? Vẫn tiếp được. Thế thì đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta
lựa chọn cái em này thì ta thấy ra ở đây bị len biên cái phần trắng này thì ta xử lý như nào. Thì hôm nay thầy xin qua bài này thầy xin giới thiệu các em các cái lệnh mở rộng hoặc lệnh hay nói khác là cái biến đổi mở rộng cho vùng trọ. Được chưa? Thế thì đây chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể xóa được cái phần len màu trắng này của cô gái. Thì đây là một kỹ thuật mà thầy muốn gửi đến các em, bởi vì đây là một cái mẹo rất nhỏ dành cho các bạn nào mới cắt công cụ pen tool, bởi vì hôm nay nó ra công cụ pen tool. Thì khi cắt công cụ pen tool cho người mới học, các bạn sẽ chưa có thể control được cái việc tay bút của mình, cho nên có thể khi cắt xong ở phần biên nó bị len một tí background, thì ta xử lý bằng cách chúng ta sẽ dùng cắt cái lệnh biến đổi vùng chọn nâng cao. Thế thì để xử lý như này thì chúng ta phải xóa đi tất cả cái phần trắng trắng như này nằm ở biên cô gái. Thế thì hôm nay thầy sẽ để tạm cái bài ở đây để xếp vào nhá, và ta sẽ đi kiến thức lần này để ta làm cái bài này nhá, xếp để phòng ngừa trường hợp ra đáng lòng là bị treo nó responding. Thầy để tạm em này sang bên này và thầy sẽ tạm xóa đi mọi người, và thầy sẽ tạo một cái layer mới nhé. Thầy tạo một cái bài mới. Thế thì hôm nay thầy sẽ dẫn các em các cái lệnh mở rộng, biến đổi mở rộng cho vùng chọn. Và người ngược, bởi vì các lệnh đây là các lệnh mở cho vùng chọn, cho nên bắt buộc phải có vùng chọn nhé. Chứ nhiều bạn chọn mã không ra, hỏi tại sao, bởi vì không vùng chọn. Nhớ là các lệnh biến đổi nâng cao vùng chọn thì phải có vùng chọn. Thế ví dụ như này, thầy sẽ đưa em này sang bên này, một em tập ở đây, và thầy bấm T, thầy gõ một cái text ở đây, chúng ta thăng design đi nhá, V cắt chân T và thầy cho to ra. Ở đây thầy đang có hai đối tượng, một đối tượng là layer bình thường chứa cô gái, một đối tượng hai là layer chứa văn bản. Thế thì như này, thầy sẽ đi cô gái trước, thì đưa cô gái vào đây và thầy đổ background màu đen rồi. Thì đây thì cô gái, thì bây giờ thầy muốn biến đổi nâng cao vùng chọn thì thầy cần lấy lại vùng chọn cô gái. Thì mọi người nhớ lại buổi trước, để lại vùng chọn cô gái ta giữ phím Ctrl và bấm trái chuột vào biểu tượng của layer chứa cô gái, xong. Thế bây giờ có vùng chọn rồi, chúng ta bắt đầu thì lệnh biến đổi nâng cao vùng chọn. Thế thì các lệnh biến đổi nâng cao vùng chọn, mọi người sẽ vào menu Select và vào phần Modify, và ta sẽ học từng lệnh một. Ok chưa? Rồi ta sẽ học từng lệnh một, mọi người sẽ xem. Rồi thế thì để thực hiện các lệnh biến đổi nâng cao cho vùng chọn thì mọi người sẽ vào thầy, đó là menu Select, được chưa? Sau đó mọi người chọn thầy vào phần hướng dẫn là Modify, và ta sẽ học các lệnh sau đây nhỉ. Ta học bốn lệnh này. Ở trong này có lệnh figure thì mọi người học ngay ở buổi thứ hai nhỉ, đó lệnh đặt thì đây mình biên vùng chọn. Thế là đi thứ nhất, đó là lệnh border. Lệnh border này nó sẽ tạo ra một cái khung từ vùng chọn có trước, và với cái độ dày một cái thiết lập thì sau độ dày này nó sẽ tích tiến vào trong hoặc ra ngoài để tạo độ dày. Ví dụ như này, mọi người xem nhá, sẽ demo từng cái một. Chứ đây thì có cô gái là vùng chọn gái như này, được chưa? Nếu như thầy vào menu Select, Modify và chọn Border, lúc này nó ra một cái bảng Border Selection, thì lúc này ở phần Width cho bạn thiết lập cái độ dày của cái bo viền, thì lệnh này nó thường cho tặng các bạn làm khung là chủ yếu thôi. Ví dụ tôi cho 10 pixel đi. Thì mọi người chú ý này, đây là vùng chọn gốc bám sát vào biên con gái, khi bấm OK là 10,
Yeah. Thì lập tức từ cái đường biên gốc của gái này nó sẽ tịch tiến ra ngoài một khoảng 5 pixel và tịch tiến vào bên trong của gái một khoảng 5 pixel để tổng là 10 pixel và nó sẽ tạo ra một cái border song song như này. Thì đây như là thầy có một cái chữ nhật, thầy là chọn chữ nhật này và thầy muốn tạo một cái border có thể đổ màu vào thì thầy tạo cái layer trắng, cái shader thì tạo là gì đấy, khung ảnh đi, bực layer trắng chờ sẵn. Sau thì vào menu select modify và border và tôi muốn tạo một khung có độ dày là 10 pixel. Đấy thì khi lúc này có phải là từ cái viền gốc, từ một chỗ gốc nó tịch tiến một nửa ra phía ngoài là với độ dày là 5 pixel và tính vào trong một khoảng 5 pixel tổng là 10 pixel và sau đó là bo góc tạo khung này và tôi đổ Apex Bay ở vùng chọn và tôi được cái khung như này. Và khung này nó có đặc biệt là sao, nó có độ mềm biên. Tuy nhiên tạo khung chúng ta ít khi tạo bằng cái lệnh này vì sao, được lệnh này ít dùng bởi vì nó bị trường hợp là bị gãy và bị bo viền không đẹp nhớ. Tuy nhiên thấy rất hiệu quả. Cái lệnh thứ hai mà các bạn phải học đó là lệnh smooth. Đây lệnh này rất đặc biệt, đó là đôi khi chúng ta tạo cái vùng chọn tự do hoặc chúng ta tự hoặc lấy lại vùng chọn của đối tượng mà chúng ta muốn thiết lập cái độ bo góc cho vùng chọn thì lệnh smooth này là lệnh cho các bạn thiết lập cái bán kính bo góc của vùng chọn. Ví dụ như này, thầy đưa chiếc thang design lên và thầy đang muốn tạo lại chiếc thang design này bằng ảnh chứ không phải bằng text. Ở đây layer text trên hoàn toàn có thể thay đổi nội dung một cách bấm T và bấm chuột vào đổi nội dung. Nhưng nếu thầy muốn tạo ra một chiếc thang design mà các thầy chọn màu xanh chuối thì đổ vào, nhưng thầy muốn biến đổi một chút một cách như sau. Thầy lấy lại vùng chọn của chiếc thang design bằng cách giữ phím Ctrl và bấm trái cho một biểu tượng của chữ T của layer text. Sau thế ẩn đi, đúng chưa? Bởi vì thầy chỉ cần lấy vùng chọn thôi. Thầy tạo một layer trắng, Ctrl Shift N, thầy đặt tên là thăng design bo góc và chờ sẵn. Lúc này thì đang muốn tạo một chiếc thăng design, nếu bây giờ thầy không bo góc mà thầy đổ, thầy pha cái màu xanh đường chuối và thầy đổ vào thì nó giống hệt cái chiếc thăng design góc ban đầu, chỉ khác màu thôi, đúng chưa? Nhưng thầy muốn sao chiếc thăng design sao ở góc sao nhỉ, ở các góc này này nó phải bo cho đẹp. Thế mà tôi sẽ thiết lập, tôi sẽ dùng lệnh biến đổi gì đây, nâng cao vùng chọn một cách tôi thiết lập bán kính bo góc cho vùng chọn. Menu select modify và lệnh smooth. Lúc này tôi sẽ đặt góc là 5 pixel, 5 pixel là đường kính bo. Tôi bấm ok. Đấy ạ. Lúc này đã bo góc và tôi an backspace thì tôi đổ cái màu xanh lớn chuối vào trong vùng chọn trên layer trắng chờ sẵn. Đấy lúc này tôi được chiếc thang design bo góc. Mọi người thấy không ạ? Được chưa? Như vậy smooth là cho phép thiết lập độ bo góc bằng kính bo góc cho vùng chọn. Tiếp theo thầy có lệnh expand. Lệnh expand này là rất hay. Lệnh expand này là lệnh cho phép các bạn tịch tiến cái vùng chọn gốc ra phía ngoài một khoảng nào đó. Thế thì chúng ta sẽ biết đến một cái phép tịch tiến. Thì chúng ta nhớ lại ở trong toán học thì phép tịch tiến là phép như thế nào? Thế ví dụ như này, thầy lấy lại vùng chọn cô gái phóng to lên thì phép tịch tiến là phép như thế nào? Ở đây expand là phép tịch tiến ra phía ngoài một khoảng nào đó. Thì phép tịch tiến là phép như thế này, mọi điểm thuộc cái đường mới đều cách đều mọi điểm thuộc đường cũ một khoảng không đổi được gọi là phép tịch tiến. Thế ví dụ thầy có vùng chọn rồi, thầy vào menu select modify và expand, tức là thầy muốn tịch tiến ra phía ngoài một khoảng là 20 pixel thì lập tức cái vùng chọn này, tất cả các điểm vùng chọn này sẽ tịch tiến ra phía ngoài một khoảng là đúng bằng 20 pixel. Ok, thì lúc này có phải là mọi điểm thuộc đường mới này đều cách đều mọi điểm thuộc đường cũ một khoảng là 20 pixel nhưng ra phía ngoài, được chưa? Đấy được như này. Và thầy có lệnh cuối cùng đó là lệnh contract. Lệnh contract này
thì nó đối ngược lại với lại expand, đó là nó tích tiến vùng trọn vào phía trong một khoảng nào đó. Thế thì ở đây thì các chuyên gia Z lại và thầy vào menu select modify, sorry mọi người nhầm, menu select modify và lại contract. Thì thầy nói là 10 pixel lúc này thì vùng trọn được tính ra phía trong thay vì ra phía ngoài khoảng là 10 pixel. Như vậy mọi điểm thuộc đường mới này cách đều mọi điểm của đường cũ một khoảng là 10 pixel đi vào trong. Được chưa? Và vừa rồi thầy đã đi nhanh qua các bạn đó là các lệnh biến đổi vùng trọn nâng cao. Ok. Thì chúng ta sẽ quay lại cái bài của chúng ta. Mọi người ở lại. Tức là hai pha chiều ngang và chiều dọc. Rồi. Lúc đây thầy sẽ lệnh áp dụng cái lệnh biến đổi vùng chọn nâng được chọn nâng cao. Thì đây nó bị len cái phần trắng này do ở đâu đó chúng ta chọn cái điểm màu đậm nhất màu trắng, nhưng ở đâu đó ở sát bên nó vẫn có một cái điểm màu là màu trắng chỉ có là 90%, cho nên không chọn được, nó bị len. Xử lý như nào? Rất đơn giản, để xử lý trường hợp này chúng ta phải lấy lại vùng chọn của cô gái, ta giữ phím Ctrl và bấm trái chuột vào biểu tượng của lên chứa cô gái. Rồi, lúc này có phải là tôi đang cần xóa cái len trắng ở đường biên? Thì hôm nay chúng ta học lệnh mới, thì đây chúng ta có một lệnh Ctrl H. Ở đây lệnh Ctrl H là lệnh cho phép mọi người ẩn hiện tất cả các vùng chọn hoặc đường gióng guideline. Điều thế thì lấy vùng chọn rồi thì ẩn đi để thầy giải thích cho dễ. Thì bấm Ctrl H để tạo lệnh ẩn đi. Thì đây ý đồ thầy là thầy muốn loại bỏ các cái gì ấy, phần trắng bám bên này, thì có phải là thầy đã có vùng chọn lấy lại rồi không? Thì bây giờ để xóa nó, có phải thầy phải tích tiến cái vùng chọn của cô gái này vào trong một khoảng 1 pixel? Bởi thầy dự đoán là cái phần trắng trắng này chắc nó chỉ là 1 pixel là cùng thôi, thì dự đoán thế. Thì thầy phải tích tiến vùng chọn này vào phía trong 1 pixel. Thì bấm Ctrl H trở lại để hiển thị vùng chọn đã lấy. Bây giờ thầy sẽ tích tiến vào trong, thì chọn menu select modify và lệnh contract và 1 pixel. Khi thì bấm xong, vùng chọn được lên vào trong 1 pixel đấy, thì nhận 1 pixel vào trong, nhìn thấy không ạ? Rồi thì bây giờ khi xong rồi chúng ta chỉ việc xóa bên ngoài đúng không? Thì bây giờ khi lên vùng chọn rồi thì nó vẫn giữ nguyên độ bền biên là 0.2 ban đầu, cho nên không đặt nữa. Nhưng lúc này nếu mà người xóa thì sẽ xóa bên trong vùng chọn, bởi vì như buổi 2 dạng em rồi là khi cái vùng chọn thì tất cả các bộ ảnh ở bên trong vùng chọn sẽ bị gì đấy được phép chỉnh sửa thao tác. Bây giờ bấm delete nó xóa bên trong mất, mà ta đang cần xóa gì đấy, đang cần xóa bên ngoài. À vậy thì hôm nay chúng ta học thêm một lệnh mới, đó là lệnh đảo ngược vùng chọn. Thế thì để đảo ngược vùng chọn, mọi người sẽ vào menu select và chúng ta có một lệnh inverse. Chưa? Thế thì trong Photoshop để đảo ngược vùng chọn, chúng ta có một lệnh mà các bạn phải nhớ nằm lòng cho thầy nhá. Đó là lệnh inverse. Các bạn lệnh menu select và chọn lệnh inverse. Viết tắt là Ctrl Shift Y ngắn. Lệnh cho phép mọi người đảo ngược vùng chọn. Nếu người bấm lại lần nữa thì lại trở về bằng cái ban đầu. Ok. Rồi đây, nếu điểm nguyên này mà thầy xóa, nó xóa bên trong mất, cho nên thầy phải Ctrl Shift Y ngắn để đảo được vùng chọn. Bây giờ thì hoàn toàn bấm delete để xóa. Giờ và khi xóa xong rồi, mọi người thấy không, tất cả các phần len màu trắng đã bị xóa đi. Thì đây là một cái mẹo rất là nhỏ và hay dùng dành cho những bạn nào mà mới dùng Photoshop, hoặc cắt pen tool nó hơi bị len một chút thì đừng lo lắng, chúng ta không phải cắt lại. Chúng ta việc gì ấy, dùng cái mẹo là tích tiến vùng chọn vào phía trong một khoảng 0.5 pixel hoặc 1 pixel, sau đó đảo vùng chọn lại và bấm delete để gì đấy, để xóa bỏ cái phần len ở biên đi. Như vậy cô gái đã xong. Đây chúng ta thấy là chúng ta có 3 cô gái đúng nhỉ? Thì tôi chỉ việc nhân bản, tôi giữ phím An đang trong công cụ Move Tool, giữ phím An bấm giữ và kéo để di chuyển để nhân bản. Nhờ tôi Ctrl T giữ shift cái nhỏ lại
lúc này tôi cho phải chuột để cho con này nó hít vào nách cái con này, hiểu đấy, tầm này đi, hiểu. Và em này phải ở phía sau, vậy tôi đi xuống một cấp, căn chuột vào vuông mở đấy, hiểu. Để cho em này hít vào nách, quậy quậy, được chưa? Và em này tôi thấy mờ mờ thì đây chính là thiết lập độ trong suốt và cộng với nền đen bên dưới, cho nên da em này sẽ đen hơn bởi vì trong suốt. Tôi bấm phím V thì như buổi đầu thì ôn ngay buổi đầu ta sẽ thiết lập độ trong suốt nhanh bằng cách chuyển công cụ Move Tool bấm phím V. Thầy thử cho bấm số 5 để thiết lập độ trong suốt 5%, bấm phím số 5. À, ổn đấy nhờ, 5 ổn luôn. Bây giờ thì cần một con nữa để giữ an và di chuyển chuột để nhân bản. Và em này là em ấy là thế hệ F2 cho nên nó khôn hơn. Tôi giữ phích nhỏ lại, tôi cho em này đây và em này khôn, em này sẽ gì đấy, phi lên tường để tránh được cái sự ô nhiễm của thế hệ gốc ban đầu nhớ. Bởi vì em kia quá hôi và em này nó nhỏ khôn hơn cho nên đã nhảy lên tường nhớ, để tránh sự ảnh hưởng rất lớn của bom nguyên tử nhớ. Đó gọi là vũ khí sinh học đấy. Em này phải mờ hơn nữa, tôi bấm phím V, bấm xuống 3 rồi. Như vậy về mặt bố cục tôi thiết kế rồi nhá. Và tôi sáng tạo hơn một chút là tôi cho em F1 nhá. Ngửi thử cái hương thơm của em đầu đời. Và F2 thì sinh ra sau này khôn hơn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày đến phần text. Thế thì đây chúng ta thấy text có phần chữ his ở dưới 2013. Thế thì đây chữ his ở này chúng ta thấy là chúng ta giày mình và hiện đại không có chân. Hình như ở buổi trước tôi học cái bài bộ óc đấy thì ta có cái nhãn đó là epinormal, thì thầy có giới thiệu qua kem về cái phông chữ đó là impact. Thì đây là phông chữ rất là hay dùng đối với nước ngoài để làm tiêu đề bởi vì nó chữ giày mình hiện đại. Thì lúc này có một phím T thì ta xác định được đây là tiêu đề chứ không phải là âm bản, cho nên cách đánh sẽ khác. Thầy sẽ chọn chữ ưu tiên bởi impact hoặc phông chữ impact nhớ, impact đấy, được chưa? Thì ta sẽ bấm trái chuột và đánh luôn bởi vì đây là tiêu đề cho nên bấm chữ chọn đánh luôn. Giữ shift cái hoa HISCT bấm phím enter trên bàn phím phụ hoặc control enter đối với laptop không phải là đủ để kết thúc lệnh. Thì lúc này tôi đã có một layer chứa chữ hit rồi, tôi cho layer lên trên cùng nhé, Ctrl Shift ngoặc vuông đó lên cùng. Thì đây là tiêu đề, chúng ta hoàn toàn có thể biến đổi kích cỡ giống như là thường cách bấm Ctrl T giữ Shift kéo góc. Sorry mọi người, Ctrl T giữ Shift kéo góc, được chưa? Và thầy để vào đây hit rồi. Bây giờ thì nó cần màu vàng cam để đổ vào, thầy dạy các em rồi. Chúng ta cần màu vàng cam này đơn giản, đầu tiên chuột vào ô hậu cảnh hay tiền cảnh bất kỳ đều được. Để lấy mã màu từ một bức ảnh, ta được đưa vào chúng ta phía ngoài bảng color picker để ống hút, bấm trái chuột là ok. Đã có màu cam, chúng ta chỉ việc đổ màu vào layer chứa văn bản. Thì thế bảo rồi, đối với tiêu đề hay là văn bản muốn đổi màu nhanh, chúng ta hoàn toàn thể dùng nhé hai phím tắt là Ctrl Alt Backspace, Ctrl Backspace và Alt Backspace. Thì ta chọn đúng layer his và an backspace. Đây chúng ta thấy chữ ở giống chữ hit, chúng ta chỉ việc trong cụm move tool giữ phím an di chuyển để tạo bản sao, thế là xong nhớ. Sau bấm phím t kích. Ở đây chúng ta muốn bôi đen ta rất nhiều cách, một là bấm cái chuột giữ vật kéo, cách thứ hai là kích chuột nhanh, hiểu chưa? Cách thứ ba là mọi người có thể kích chuột vào biểu tượng của chữ t của layer đó trên bảng layer đấy đều được. Dạ, cách nhất là bôi đen giữ shift các bạn bôi t và giữ kéo bôi đen. Cách thứ hai là kích thước chuột, cách thứ ba là mọi người có thể bấm kích thước chuột vào biểu tượng chữ t của layer chứa văn bản đó, nó sẽ bôi đen nhanh. Sau đó thì giữ shift đến chữ o và chữ f và enter kích thước cầu lệnh nhờ giữ chuột vào đây. Chúng ta cần màu vàng nhạt này thì lúc này chúng ta sẽ có công cụ mới sẽ học ngay, đó là công cụ Eyedropper Tool.
Thì thay vì mọi người phải bấm trái chuột vào ô hậu cảnh hay là tiền cảnh, thì chúng ta có một công cụ rất hay dùng ở trong công cụ trong Photoshop, đó công cụ Eyedropper Tool. Đó rất là công cụ y ngắn. Thì công cụ này phép mọi người lấy mã màu nhanh, được chưa? Thế thì mặc định khi mọi người bấm y ngắn, nó chuyển về công cụ đầu hút này, thì mọi người bấm trái chuột và mặc định nó sẽ lấy màu và màu tiền cảnh. Nếu như mọi người muốn lấy mã màu đó và màu hậu cảnh, thì trước khi bấm trái chuột, mọi người giữ phím An, thì lập tức cái màu được lấy mã màu sẽ lấy vào màu hậu cảnh thay vì màu tiền cảnh. Để mô mọi người xem. Đây, bây giờ tại vì thầy đã không muốn mất thao tác ở đấm đây để chọn màu mất thao tác, thầy vẫn đã thông cụ gì đấy, Move Tool. Tôi bấm phím Y ngắn, bấm chuột vào O này, lập tức cái màu này được lấy vào màu tiền cảnh. Bây giờ thì muốn lấy cái màu tóc chỗ này này, nhưng mà hậu cảnh cơ. Nếu mọi người không giữ An thì bấm phát, nó tự link cái màu này vào đâu? Vào màu tiền cảnh chứ hậu cảnh. Tôi muốn màu tiền cảnh là màu chữ ở, nhưng màu hậu cảnh phải là màu da của em này. Thì trước khi bấm chuột, tôi giữ phím An và bấm trái chuột, thì lập tức lúc này nó sẽ hiểu lấy mã màu này vào màu hậu cảnh. Được chưa ạ? Rồi, lúc này tôi đang y đen đi. Rồi, chào đen rồi, sorry mọi người. Y ở đây này, rồi giữ An vào đây lấy màu đen, giả về. Bây giờ tôi đổ màu vào An Backspace. Được chưa? Tôi sẽ nhân bản chữ hợp này ra để chữ Year. Tôi giữ An và đúng chữ kéo. Nhờ, lúc này tôi cứ chuột vào đây. Đấy. Để tôi khỏi phải chuyển về công cụ T nữa. Đây chữ gì đây? The Enter. Thì lúc này mọi người vẫn làm công cụ gì đấy? Về chữ The này tôi sẽ đổi phông chữ khác. Đó là chữ T và phông T. Lúc này để đổi phông chữ bắt buộc ta bật phông T để hiện ra thanh của tính công cụ. Chọn chữ Arial, chữ cơ bản, chữ hiện đại không chân, Arial Enter. Xong, tôi bật bấm phím V xong. Các chân T và tô cho nhỏ lại. Đấy. Nhiều chữ giờ. Đây. Được chưa? Rồi. Lúc này chữ giờ của tôi đang cần màu khác, thì cho chữ ập rồi em một chút. Rồi chữ giờ thì cho to lên một chút nhá. Rồi. Đấy là đẹp. Mọi người thử chỉnh cái xuống rồi. Chữ giờ này màu này y ngắn, bấm chuột lấy mã màu và An Backspace. V nhân bản chữ giờ thành chữ Y. T nút chuột Y A E A L nhờ. Lúc này tôi sẽ thiết lập thằng này là bold. Thì chạy giờ là thành chữ gì ấy? L cho to lên, bây giờ để là narrow nên nó hơi bị hẹp. Được chưa? Rồi chữ Y này tôi để đập vào đây. Xong. Giờ chữ Y này to lên một chút. Nó chạy từ đuôi chữ S đến sát cánh tay bên kia. Được chưa ạ? Chữ Y này là tôi sẽ ở đây. Và màu này y ngắn chọc đến màu này. Và An Backspace. Cuối cùng tôi thấy chữ 2, chữ 3 này giống phông chữ của chữ Hit hoặc chữ Up. Giữ Ctrl, bấm nút chuột chọn layer chữ Up. Giữ An để nhân bản. 1 thằng, 2 thằng giữ An tiếp, 3 thằng và 4 thằng. Cứ mạch T, cứ chuột vào 2, Enter cho bàn phím phụ. Cứ chuột vào 0, Enter bàn phím phụ. Cứ chuột vào 1, Enter bàn phím phụ. Cứ chuột vào 3 và Enter. Bấm phím V kết thúc. Sau đó tôi giữ Ctrl chọn số 2 và tôi xếp vào nhau. Lúc này tôi đang cần màu trắng, nhấn bấm phím D để trả về đen trắng. Màu trắng là hậu cảnh, Ctrl. Ctrl bấm ngắn chuột, Ctrl backspace. Ctrl trái chuột, Ctrl backspace. Ctrl trái chuột, Ctrl backspace. Và tôi xếp chữ 2013 này một chút cho đẹp. Rồi, số 1 cho vào đây. Và số 3. Rồi, lúc này tôi muốn chọn bốn tay này cho nhỏ lại, thì thế lại cách chọn nhanh tay hơn ở buổi 1 và 2 rồi.
tôi sẽ Ctrl bấm chuột chọn số 3. Bây giờ để chọn thêm, tôi sẽ Ctrl Shift đồng thời bấm chuột số 1, trái chuột số 0, trái chuột số 2. Tôi mở 4 layer được chọn. Ctrl T, tôi giữ nhấn Shift để tôi biến đổi nhà lên một chút. Rồi. Chưa? Tôi được 2013. Rồi. Như vậy về mặt trình bày đã xong. Thì bây giờ chúng ta xem xét như nào, chúng ta sẽ tính đến hai cái gạch ngang này. Gạch ngang này nó không phải là thiết lập cái thuộc tính underline cái trên chữ, bởi vì là chữ ập này không ra được đây như thế này, mà đơn thuần chúng ta sẽ tạo hai layer trắng để chứa hai dòng gạch ngang này, thế là xong. Như vậy tôi sẽ tạo layer trắng căn shift n dòng kẻ ngang 1 chờ sẵn. Lúc này tôi cần vẽ chữ nhật, tôi bấm phím M để chuyển cụ về rectangular và bấm trái chuột tại trên đuôi chữ không này đến thì em dơ này đấy. Và tôi cần màu can đổ vào y, tôi chọc lấy màu chữ hit ambex bay về sau, tôi chỉnh lên xuống bằng mũi tên, lên xuống bằng phím đấy. Mọi người có thể chỉnh mũi tên lên xuống bằng phím thoải mái. Yeah. Đấy. Và tôi chỉ việc giữ an nhân bản thêm một lớp nữa ở dưới chữ y, tôi chạy từ đây đây, được chưa? Và lúc này tôi cắt chân t, tôi kéo này vào để giữ chữ a là xong. Enter, được chưa? Chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta xem xét là cái số 213 này nó có một điểm gì đặc biệt, là nó có một cái viền màu vàng cam chạy ở bên ngoài tổng thể số 2013. Và tôi nhìn thấy rằng là cái đường viền này hình như nó cách đều một khoảng không đổi ra phía ngoài so với số 2013. À, thì như vậy chúng ta cần tính cái vùng chọn của số 2013 này ra phía ngoài một khoảng nào đó. Vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Chúng ta phải cần lấy lại vùng chọn của toàn bộ số 2013. Ta làm như sau. Ta sẽ phím Ctrl bấm trái chuột vào biểu tượng của layer số chữ số 2 đã lên. Bây giờ để lấy thêm vùng chọn, ta sẽ đồng thời hai phím Ctrl Shift và bấm biểu tượng chữ T của layer số 0, chữ T layer số 1, chữ T layer số 3, và chúng ta đã có được toàn bộ vùng chọn của số 2013. Bây giờ chỉ việc tích đi ra phía ngoài một khoảng nào đó. Chúng ta có vùng chọn rồi. Bước thứ hai, ta vào menu Select Modify và lệnh Expand, bởi vì chúng ta định tích đi vùng chọn phía ngoài một khoảng đó. Thế thử ra 10 đi. Ok. Đấy, đẹp luôn. Được chưa? Như vậy chúng ta đã làm được bước thứ hai đó, tích đi vùng chọn rồi. Bây giờ chúng ta cần phải đổ một cái viền màu vàng cam với độ dày bất kỳ theo cái vùng chọn này, và cái viền này nó phải tách rời hoàn toàn riêng biệt với số 2013. Chính vì vậy chúng ta cần phải tạo một layer trắng để chứa cái viền này. Như vậy tôi cần Shift N để tạo một layer trắng chứa viền đặt tên là viền số 2013. Ok. Như vậy đến bước này chúng ta đã có một cái vùng chọn của số 2013. Sau khi đã tích tiến ra phía ngoài một khoảng không đổi là 10 pixel, chúng ta đã có một layer trắng chờ sẵn để chứa đường viền này. Bây giờ chúng ta sẽ học một cái lệnh mới, đó là lệnh cho phép mọi người tạo viền theo cái vùng chọn cho trước. Thế thì ta vào menu Edit và ta chọn lệnh Stroke. Thế thì hôm nay ta học cái lệnh đó là tạo đường viền cho vùng chọn. Thì để tạo một đường viền cho vùng chọn thì chúng ta vào menu Edit và tìm đến lệnh Stroke. Được chưa? Lệnh Stroke. Đấy. Rồi. Thì như này. Thầy vào menu này, menu Edit và chọn lệnh Stroke. Thì lúc này lệnh stroke nó ra cái bảng như này,
và chúng ta sẽ tìm hiểu cái bảng này như thế nào. Yeah. Thì cái bảng này như thế nào? Khi một người vào menu Edit và chọn lại Stroke thì bảng Stroke ấy hiện ra, thì chúng ta có cái thuộc tính Width, đó là cái độ dày viền. Nhớ, nếu bạn thiết lập là 2 pixel thì độ dày viền sắc khi tạo độ viền sẽ là 2. Color là màu viền. Ở đây ta có Location. Location ở đây ý nghĩa là gì? Là nó cho phép các bạn thiết lập cái vị trí đổ cái độ dày viền width ở trên vào vùng chọn. Thì đây, nếu mà người chọn là inside thì nó sẽ đổ cái độ dày viền đấy từ vùng chọn gốc vào phía trong một khoảng là 2 pixel. Còn nếu một người để là outside thì nó sẽ đổ cái độ dày viền width 2 pixel từ vùng chọn gốc ra phía ngoài là 2 pixel. Còn nếu một người chọn là center thì nó đổ cái độ dày viền này so với vùng chọn gốc một nửa ra phía ngoài và một nửa vào trong để demo. Như thế này, thì demo trên này luôn, mọi người xem thử. Thầy chữ T tham đi ra. Dạ, cắt chữ T và cho to ra. Này đi, thầy sẽ lấy là vùng chọn của hôm này. Được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ ẩn đi. Thầy tạo lên trang chứa cái đường viền này. Và đến thì thầy chọn menu Edit và chọn lệnh Stroke. Các thầy chọn một cái màu xanh này đi. Thầy cho đường viền là 8 pixel cho dễ. Và chọn đường viền thành màu xanh. Nếu thầy inside thì lập tức cái đường viền độ dày 8 pixel đổ từ đây vào phía trong với độ dày là 8 pixel. Mọi người xem, bấm OK. Thì đây, có phải nó đổ cho 8 pixel? À đây thì để độ dày viền dày dày quá trong khi vùng chọn nhỏ quá. Thầy sẽ làm lại mọi người, đợi một tí. Rồi, bởi vì chữ thầy nhỏ quá, đâm ra 8 pixel đầy hết bên trong rồi, cho chữ to ra. Rồi, để cho nó rõ nhìn. Đấy là vùng chọn. Rồi, ẩn đi rồi, chọn layer trắng để chờ sẵn để đổ màu viền. Bởi vì màu viền tách biệt với cả layer gốc, chuyên tạo layer trắng. Menu Edit, lệnh Stroke. 8 pixel màu xanh và inside thì lập tức nó đổ độ dày từ gốc này vào trong một khoảng 8 pixel. Thì đây, được chưa? Phóng to lên, mọi người đếm thử xem đúng 8 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 từ đây vào trong. Được chưa? Đấy. Còn nếu mọi người mà menu Edit vẫn là độ dày 8 pixel, mọi người đặt outside thì từ đây hất ra phía ngoài 8 pixel. Và tương tự, nếu mọi người chọn center thì một nửa là 4 pixel ra phía ngoài và 4 pixel vào trong, thì đây từ đây là 4 ra ngoài, mọi người thấy không ạ? 4 pixel ra ngoài và 4 pixel vào trong. Xong thì quay lại bài chúng ta, thì chúng ta đến đây chúng ta đã xong được hai bước. Bước thứ nhất đã có một vùng chọn của chữ 2013 được tích lên phía ngoài một khoảng là 10 pixel không đổi. Thứ hai đã tạo một layer trắng chờ sẵn. Như vậy, kiểm tra này, có vùng chọn, chọn đúng layer viền số 23 để chứa rồi. Bên chỉnh việc gì đấy, và menu Edit, chọn lại Stroke. Bấm vào color này, tôi đưa phía ngoài, tôi chọn đến màu cam. Ok. Độ dày viền đấy tôi để là 2 thôi. Và tôi để center để 1 pixel vào, bước xem trong, bởi vì độ dày này chắc chỉ 2 thôi. Bấm ok. Wait. Và tôi được. Và lúc này tôi sẽ chọn layer viền số 23, Ctrl, giữ Ctrl bấm chuột chuột chọn 3, 1, 0, 2. Được 5 layer để nhóm thêm một nhóm. Ctrl G nhờ đánh bao nhiêu? 203 vào. Để khi di chuyển cả nhóm. Đấy. Được chưa? Và thầy đã làm xong cái bài Hits Up The Year 203 nhờ quảng cáo về hôi nách. Nhờ em này hôi nách, viêm cánh. Nhờ. Vậy bài này chúng ta đã làm xong, và qua này chúng ta đã học thêm được các lệnh biến đổi vùng chọn nâng cao, chưa nhỉ? Lệnh đảo được vùng chọn và lệnh tạo viền cho vùng chọn, được chưa? Rồi
Thế thì trước khi đi tiếp thì chúng ta làm cái bài nữa, đó là cái bài số 3. Thì xếp hai file chiều rộng. Thì cái bài này thầy muốn hướng dẫn bạn này để thầy ôn lại cho bạn cái ứng dụng của cái việc đặt độ mềm biên cao cho vùng chọn, và ứng dụng cái lệnh mà hôm nay học, đó là đảo ngược vùng chọn để làm cái bài này. Bài này không hề khó, hoàn toàn các bạn làm được. Ok chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nhân bản phải gốc này thành một file mới, menu image và duplicate, ta tên là Danceport 2016. Và đấy tôi đổi màu gì cũng được, đen được, trắng được, tôi bấm D, đổi màu đen. Bây giờ tôi xem là tôi phải có 3 dữ kiện đầu vào là tấm rèm, đôi nhảy và khung tranh. Vậy tôi sẽ cắt từng hàng một. Đây là hình chữ nhật, trên tôi cắt hình nhật đúng không? M tôi phóng to lên, F tôi phóng to lên để tôi cắt. Tôi vẽ tự do, sau tôi phải chuột trong form nhờ session và đưa đến đỉnh này, xong tôi cầm đỉnh dưới này là xong, phóng to thiết lên nhờ enter. Bởi vì đây là nền, nó sẽ phủ kín các thiết kế trên, ta không cần đặt filter V đưa sang luôn. Ta đặt tên gì đấy, rèm đỏ. Sau này tôi cắt chân đêm để chọn đi, tôi lại chọn tiếp hôm này nhờ M, tôi vẽ đây đưa đỉnh giữa các giữ tính cách để di chuyển, được chưa? Và đưa đây, rồi tôi xếp 6.2 V đưa sang, chưa? Tôi có đôi nhảy, cuối cùng tôi có khung. Khung này là hình chữ nhật nhưng nó bị méo đó các bạn, thì tôi dùng L2 L đấy, Polygonal Lasso Tool, bấm chuyển vào đỉnh này, xuống cách di chuyển và tôi bấm vào đỉnh này là xong, kéo xuống dưới di chuyển nhờ bấm đỉnh ở đây nhờ và một đỉnh ở bên này nhá. Rồi thu nhỏ lại, cho thế đi hơi nhanh. Rồi, số cách. Ái chà, đơ à, ái chà. Không sao, giữ shift, bấm điểm ở đây, điểm ở đây và bao quanh, đúng nhỉ? Có thể giảm. Rồi, shift 6.2 V và đưa sang, tôi được cái khung nhớ, chân D tôi hủy chọn. Rồi các chân W tắt. Và tôi xếp hai file theo chiều dọc. Xong. Đây là khung tranh. Rồi bây giờ tôi sẽ làm được thằng một nhất rèm đỏ tôi là phủ kín hình vuông này. Tôi đưa đến đây, góc này. Rồi tôi bấm các chân T. Và tôi kéo góc tự do làm sao cho phủ kín là xong. Không phải lo méo mủng cả, nó phủ kín. Được chưa? Thì bây giờ ta thấy cái rèm đỏ này nó có một cái màu đen lớp trên, hình dạng tự do để nó giả lập như kiểu là chúng ta có một cái đèn bàn chiếu, ta chiếu tập trung vào cái gì màn đỏ này để tạo sự tập trung cho đôi nhảy. Và có nghĩa là cái lớp đen này nó làm đè cái lớp màn đỏ gốc. Vậy chúng ta cần có một layer trắng để chứa lớp đen này riêng biệt. Lớp đen là cái hình dạng tự do của người vẽ. Và như vậy mọi người phải chú ý là gì á, là cái hình đen này ở biên này nó có độ mềm biên rất là mềm, và đôi chỗ nhìn xuyên ra được, thì đây chính là cái kết quả hoặc là cái hiệu ứng của độ mềm biên ta đặt ra. Như vậy tôi làm như sau, tôi tạo lên trắng để chứa là gì đấy, màn chiếu đen đi, rèm đỏ đất này, và tôi bấm công cụ L1 để tôi có thể vẽ tự do. Tôi bấm chuột tôi vẽ tự do như này đấy, mọi người thích vẽ tự do gì cũng được, được chưa? Không cần phải chính xác như trên,
cả trường. Được chưa? Thế bây giờ tôi xác định là phải đổ một em ở đây và đội biến lớn, tôi xếp 6 15 đi. Thì bây giờ nếu như một người đổ một đen vào trong cái này, vào trong cái lay trắng này, thì khi cái vùng chọn, thì mọi người nhớ lại, mặc định bên trong vùng chọn sẽ thao tác chỉnh sửa. Khi tôi đổ vào này, nó đổ phía trong mất, chứ nó không đổ phía ngoài, đúng không? Vì vậy chúng ta nhớ lại cái lệnh vừa học lúc nãy xong, chúng ta phải đảo ngược vùng chọn. Thì khi ta đổ một đen vào vùng chọn này, nó sẽ đổ ra phía ngoài theo đổ phía trong. Như vậy tôi bấm Ctrl Shift Y ngắn để đảo ngược vùng chọn. Sau tôi an backspace để đổ cái màu đen này vào. Đấy. Và tôi được một cái màn chiếu đen. Sau tách rời riêng biệt với màn chiếu đỏ. Để khách hàng là muốn xóa bỏ đi thì việc gì ẩn như xóa đi thì xong. Tiếp tục tôi đưa khung tranh. Khung tranh xuống dưới cũng nhảy. Tôi đưa khung tranh vào đây. Này 19 này. Rồi. Tôi cắt chân T. Tôi cho cho anh em một chút, nó dài hơn một chút, đúng không? Dài đây này. Này đi. Rồi. Lúc này bức tranh hơi bị méo, thì tôi có thể chỉnh một cách. Đó là tôi dùng lệnh Distort. Buổi trước học các chân T ấy, phải cho tôi Distort. Nhưng mà tôi cầm đỉnh này này, tôi kéo đi ra một chút. Đấy, để cho nó bằng nhau. Chưa? Ồ, đỡ méo. Để tôi đưa đôi nhảy. Đôi nhảy này phải nằm vào phía trong, làm sát vào phía trong của biên của đoạn này. Thì lệnh ép khuôn đơn giản, distort nhỉ, F tôi phóng to lên. Tôi sẽ ép cái đôi nhảy này vào bên trong của khuôn mẫu khung tranh này. Khuôn tranh này được cấu tạo bằng các đoạn thẳng với nhau liên tiếp, tạo thành các góc vuông, góc nhọn trên lệnh distort. Tôi chọn đứng này trên đôi nhảy, Ctrl T phải chọn distort, phóng to lên. Tôi di cái đỉnh này chập vào đỉnh này. Đấy, được chưa? Và cái đỉnh này chập vào đỉnh này, cắt chân không, rồi phóng to thế này lên, đỉnh này chập vào đỉnh này. Đấy, này đi. Rồi, và cuối cùng đỉnh này chập vào đỉnh này, trên như là lệch ấy, là chưa xong rồi, được chưa? Đỉnh này chập vào đỉnh này. Chuyện kiểm tra. Ồ, xong. Như vậy tôi đã được chân khung tranh. Thế thì chú ý khung tranh bên trong này, nó lại có một cái lớp màn chiếu đỏ nằm bên trên. Hình như là về mặt thao tác và mọi cái nó giống hệt cái lớp màn chiếu đen này. Như vậy tôi cần một lớp nữa phía trên, đó là màn chiếu đỏ của đôi nhảy là bên trên. Như vậy tôi cần Shift N là dàn chiếu đỏ đôi nhảy. Lúc này tôi lại vẽ một cái vùng chọn tự do như này. Tôi bấm L 1, tôi đi tự do, hình tự do muốn nhờ, không cần phải giống, được chưa? Đấy, này đi. Đấy, xong. Xong. CF6 bởi vì vùng chọn này nhỏ hơn vùng chọn bên ngoài như đặt 10 thôi. Và lúc này tôi cầm cái màu đỏ như này, vậy tôi bấm Y, tôi chọc cái màu đỏ này. Xong. Về. Bây giờ nếu chúng ta an backspace luôn thì đổ phía trong mất, đúng chưa? Chúng ta cần đổ phía ngoài vùng chọn cơ. Như vậy ta đảo ngược vùng chọn, Ctrl Shift Y ngắn và an backspace. Hiểu chưa? Thế bây giờ theo đúng bản thiết kế thì cái màn chiếu đỏ đối nhảy này nó chỉ được phép từ cái biên của bức ảnh đối nhảy, hay nói cách khác là từ biên của cái cạnh bên trong khung tranh này đổ vào trong, còn bên ngoài không được phép. Vì vậy chúng ta đang cần phải xóa bỏ tất cả các phần đỏ của màn chiếu đỏ thừa này. Từ đâu? Từ cái cạnh của đối nhảy này, hoặc từ cái cạnh trong của khung tranh này ra phía ngoài, xóa hết. À, thì như vậy chúng ta muốn xóa được toàn bộ các cái phần thừa của vùng đỏ này ở phía ngoài biên của hình ảnh đôi nhảy, hoặc ngoài phía biên của cạnh bên trong khung tranh,
thì ta cần lại lấy lại vùng chọn của ai, của đuôi nhảy là xong. Hiện ta giữ phím Ctrl và bấm một biểu tượng lên trên đuôi nhảy. Đấy, xong. Bây giờ chúng ta nhớ lại này, chúng ta đang cần xóa cái phần màu đỏ của layer màn chiếu đỏ, thì chúng ta phải chọn đúng layer màn chiếu đỏ. Chọn đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng chúng ta nhớ lại, bây giờ mà bấm Delete thì nó sẽ xóa tất cả các cái vùng ảnh màu đỏ nằm bên trong. Mà trong khi đó chúng ta đang cần xóa cái vùng đỏ nằm phía ngoài cơ. Như vậy lúc mà chúng ta lại phải đảm được vùng chọn để xóa phía bên ngoài. Ctrl Shift Y và bấm Delete. Xong. Như vậy chúng ta đã xong cái bài này hoàn toàn. Giờ thì qua bài này thầy muốn ôn lại các bạn cái ứng dụng của cái độ đặt mình lên lớn và cái lệnh đảm được vùng chọn. Thì thực ra bài tập không hề khó. Nếu các bạn học kỹ của thầy thì các bạn làm rất nhiều thứ rồi. Và nhớ học của thầy chúng ta không học vẹt. Chúng ta sẽ học cách phân tích bài toán, cách tư duy bài toán để từ đó đưa ra cái công cụ hợp lý nhất, cách xử lý hợp lý nhất nhá. Còn thầy khuyên các bạn đừng lên mạng xem quá cái nhiều cái tút. Trong khi đó các bạn sẽ, trong khi đó các bạn không hiểu bản chất của vấn đề thì các bạn chỉ có là làm theo step by step thôi. Và khi đó các bạn sẽ không bao giờ nhớ được lâu. Buổi sau các bạn lại quên hết. Ở đây thầy dạy cách viết kỹ về mặt công cụ, ý nghĩa công cụ, các lệnh dùng khi nào. Thì để khi làm bài toán, thầy dạy em cách bóc tách bài toán, cách tư duy bài toán, từ đó chọn cái phương án xử lý sao cho nhanh nhất, gọn nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Được chưa ạ? Rồi, tiếp đã xong cái bài này. Nhớ, ta spawn 16 để xếp ở đây. Ok. Rồi. Rồi thì tắt đi. Được chưa? Rồi. Ê, mà ta sẽ đi cái tiết mới của bài hôm nay. Thế thì từ buổi thứ nhất đến buổi hôm nay, buổi thứ sáu, thì chúng ta đã làm các bài tập ở mức cơ bản và hoàn toàn sử dụng các cái công cụ tạo vùng chọn trong nhóm 3 công cụ tạo vùng chọn. Tuy nhiên trong thực tế, khi mọi người làm Photoshop thực tế ngoài đời kiếm tiền, hoặc Photoshop các cái trình độ cao hơn, level cao hơn, nhất là đối với hiện nay chúng ta có các thiết bị kỹ thuật số rất hiện đại, cho ra những ảnh sắc nét và độ tương phản cao. Chính vì thế công cụ tạo vùng chọn nó chỉ là hỗ trợ bạn thôi. Còn thực tế khi ở ngoài đời các bạn làm việc Photoshop thì các bạn sẽ sử dụng công cụ cắt cao nhất hay nó khác là tốt nhất của Photoshop, đó công cụ Pen Tool. Thì mai chúng ta học công cụ Pen Tool. Thế thì công cụ Pen Tool như thế này, chúng ta bắt đầu đi bài mới ngồi ngay là buổi 6. Thế thì mai ta học công cụ Pen Tool. Công cụ Photoshop, công cụ Pen Tool là công cụ khá đỉnh đám. Thì công cụ Pen Tool này ta sẽ tìm hiểu nó như thế nào nhớ. Khi công cụ Pen Tool này, về phần phím tắt của nó là phím P. Khi bấm phím P thì tương đương là mọi người chuyển vào công cụ Pen Tool. Và trong công cụ Pen Tool này, khi mọi người bấm nhấp vào cái biểu tượng của nó trên thanh công cụ ấy, nó sẽ sổ ra ở bên trong gồm có 5 cái công cụ con. Tuy nhiên chúng ta chỉ việc học một công cụ đầu tiên Pen Tool thôi. Còn các công cụ dưới này nó sẽ học nó trong các cái cách chỉnh sửa đường path, tựa đường nét đang được tạo bằng cụ Pen Tool. Chúng ta không việc gì phải bấm và chọn nó cả nhớ. Khi dùng cụ Pen Tool này, chúng ta tìm hiểu công cụ Pen Tool này trong Photoshop ý nghĩa nó là gì, nó dùng để làm cái gì. Thì đây là định nghĩa của công cụ Pen Tool. Công cụ Pen Tool trong Photoshop là không cho phép tạo ra đối tượng là vector nhớ. Bạn nhớ thầy, đối tượng của nó là vector với hình dạng tự do, chấm hết. Được chưa? Thằng dùng công cụ này mục đích là nó tạo ra các đối tượng là vector với cái hình dạng tự do. Còn tạo như nào chúng ta sẽ học ngay sau đây. Được chưa? Và trước khi vào cụ này, thầy xin đi một phần sau đây nho nhỏ. Thì đối với cụ Pen Tool này, chúng ta sẽ tìm hiểu là cụ Pen Tool trong Photoshop này nó sẽ có mấy chế độ vẽ. Thì cụ Pen Tool trong Photoshop này nó sẽ có 2 chế độ vẽ. Được chưa?
thì các bạn bắt buộc phải chọn cái chế độ vẽ này trước khi các bạn tạo đối tượng vector. Thế thì để chọn chế độ vẽ này thì mọi người sau khi bấm phím P để chuyển cụm pen tool xong thì mọi người nhìn sang bên tay phải của biểu tượng pen tool này trên thanh thuộc tính công cụ thì nó sẽ có cái hình như cái bảng vẽ này, cái hình này. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai chế độ vẽ, một là chế độ vẽ shape, hai là chế độ vẽ path, chưa? Và chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu công cụ pen tool như thế nào. Thì vừa rồi giới thiệu qua các em về định nghĩa chuẩn công cụ pen tool và giới thiệu qua hai chế độ vẽ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết công cụ pen tool như thế nào. Thì đấy, thì bấm phím P, lúc này trên màn hình hiện ra biểu tượng đầu bút của pen tool. Thế thì các bạn sẽ phải thiết lập cái chế độ vẽ trước khi mọi người vẽ. Thế thì khi bấm phím pen tool thì lập tức trên thanh thuộc tính công cụ nó hiển thị ra một cái danh sách cho mọi người chọn cái chế độ vẽ trước khi mọi người tạo. Thì đây thì sẽ giới thiệu các bạn hai chế độ vẽ trong Photoshop. Chế độ vẽ đầu tiên là chế độ vẽ set, cho dễ nhìn. Thì chế độ vẽ set này nó có điểm sau đây. Thứ nhất, mọi người nhìn bảng đấy ạ, vẽ set nhá. Các chế độ rồi, bạn nhìn bạn phải đi sâu vào công cụ pen tool một chút và tìm hiểu. Chúng ta sẽ tạm thời quên đi cách vẽ trước đã, vì thế đang nói cho các bạn hiểu về hai chế độ vẽ trong Photoshop của công cụ pen tool. P thì bóng to lên rồi, thì chọn chế độ vẽ shape trước. Chế độ vẽ shape này nó có điều gì đặc biệt ở đây? Chế độ vẽ shape này thì khi mọi người bấm cho chuột, mọi người tạo ra đối tượng là vector, thì đối tượng vector này được tạo ra nó sẽ chứa cả các đường path, đường nét. Thì đối với cụ này, mọi người sẽ làm quen với khái niệm mới, đó là path hay gọi là đường nét vector. Thì ở chế độ vẽ shape này, khi bấm chuột chuột tạo đối tượng vector thì đối tượng vector được tạo ra sẽ chứa cả đường path lẫn cả cái màu tô là fill ở bên trong, được chưa? Ví dụ đây, khi mọi người chế độ vẽ shape này thì lập tức ở danh cụ này mọi người thấy là nó sẽ hiển thị các thuộc tính mở rộng cho cái chế độ vẽ shape này. Thì đây, fill là cho mọi người thiết lập cái màu tô sẽ đổ vào bên trong của đối tượng vector sau khi tạo. Thì màu fill này mặc định nó sẽ lấy màu tiền cảnh. Các bạn thay màu ở đây thì ô này cũng đi theo. Và stroke này chính là màu của đường viền, là màu path. Ở trong Photoshop mọi người đặt quen khái niệm là path, được gọi là đường nét vector. Nhớ path này là chỉ là cái đường nét vector của đối tượng. Thì đối với shape này nó sẽ có hai thuộc tính, đó là stroke và fill. Stroke đây nó mới cho là path, được chưa ạ? Rồi, thế thì ở chế độ này khi một người tạo ra đường vector nó sẽ gồm có hai thành phần, một là đường path vector và màu tô ở bên trong. Và ở chế độ vẽ shape này đặc biệt là khi mọi người bấm chuột tạo đối tượng vector bất kỳ thì nó tự động sinh ra một layer mới để chứa cái đường shape này, để chứa cái vector này. Như vậy ở chế độ này mọi người sẽ không phải tạo layer trắng, mà khi bấm chuột tự động tạo ra một layer, bởi vì ở chế độ vẽ shape cho nên layer sinh ra sẽ đặt tên là shape, mặc định chạy từ 1 đến dương vô cùng thì để 1. Đây, thì bấm phím P thì chọn cái vẽ shape nhá. Ví dụ là màu fill đỏ thì chọn stroke là màu xanh đi, và độ dày viền thầy là 3 cho nhìn rõ. Thì khi thầy bấm trái chuột, trước khi bấm trái chuột thì trên bảng layer chỉ đọc là background. Khi thì bấm trái chuột một phát này, bấm trái chuột lúc này bạn thấy không, nó sinh ra một cái layer mang tên là shape, được số tự động từ 1 đến dương cùng chờ sẵn. Và thầy bấm trái chuột để thầy tạo, tiếp tục thầy tạo các đối tượng tiếp theo. Thì ạ, đấy, tiếp tục. Tiếp theo sẽ nói các cách tạo sau. Thì đây, kết thúc.
Thế thì đối với chế độ vẽ này thì lập tức đối tượng vector được tạo ra với hình dạng tự do ta tự vẽ, và nó sẽ có đường path chính là đường stroke này và một tô ở bên trong. P nếu vẫn là chế độ vẽ xếp này thì đặt là 1 cho nó nhỏ đấy, được không? Cho mọi người, ok, đặt là 3 đi. Rồi, thầy giữa chôn bấm chút ra để hủy, không chọn ai cả. Và bấm P, thầy sẽ đặt màu khác, là cũng là màu viền, thầy là màu xanh và màu là màu đen. Độ dày viền của thầy cũng rất là nhỏ hơn, 0.5 đi. Thì khi thầy bấm chút mới, nó lại tạo ra một layer shape 2 chờ sẵn để tách riêng hai này nhau. Và khi thầy tạo ở đây thì đối tượng được tạo ra là vector, được chưa? Tách rời riêng biệt. Thì lúc này trên shape này nó tách rời được các hình vector này ra thành các layer riêng biệt. Và nhớ chế độ shape này thì đối tượng tạo ra nó sẽ gồm hai thành phần, đó là stroke và fill, được chưa? Thì đối tượng vector là gì? Đối tượng vector trong Photoshop là đối tượng nó cho phép mọi người chỉnh sửa cấu trúc hình dạng mà không lo về vấn đề độ tương phản hay là độ phân giải. Ví dụ nếu như là đối tượng thường, nếu bạn thu nhỏ lại mà enter mà các bạn phóng to ra thì bị vỡ. Thế ví dụ thế đưa một bức ảnh vào này nào vào nhá, đi vào đây, có thể đưa là sang đây. Rồi thì đây, trong cái thiết kế này thì đã có hai đối tượng, một là đối tượng ảnh và hai đối tượng vector. Thế thì nó khác ở điểm này này, đây đưa ảnh của thầy, nếu như thầy cắt chân T mà thầy thu nhỏ này vào và thầy enter thì đây là đối tượng thường. Khi một người thu nhỏ enter vào thì khi enter đồng nghĩa với gì, là nó sẽ áp dụng cái kích cỡ mới cho đối tượng này. Và khi bật cắt chân T, mọi người phóng to ra thì chắc chắn ảnh bị vỡ, bởi vì nó không còn giữ nguyên được tính chất gốc ban đầu. Nhưng đối tượng vector thì nó không phụ thuộc vào kích cỡ, không phụ thuộc vào độ phân giải. Cho nên bạn có thu nhỏ bé như thế này nhớ, nó vẫn nét. Mà cắt chân T phóng to hơn nữa thì nó vẫn cứ nét. Và đây chính là cái chất đặc biệt của vector. Vector khi in ấn không phụ thuộc vào độ phân giải, không phụ thuộc vào độ kích cỡ nhớ, thì khác nhau điểm đấy. Thì thầy vừa đi qua các bạn chế độ vẽ shape, thì nhớ vẽ shape là có thuộc tính đối tượng vector tạo ra sẽ có thuộc tính màu tô và màu viền, và được tự động tạo ra một layer để chứa nó. Thầy sẽ để lại cái vector là shape đây, các chữ T để chữ nhỏ lại. Thì bây giờ thì sẽ ẩn này đi nha, thì chọn background thôi, pen tool à, được pen tool, và thì chọn chế độ vẽ path. Thế thì đây, nếu mọi người chọn chế độ vẽ path thì điều xảy ra ở chế độ vẽ path này, nó cũng tạo ra đối tượng là vector nhưng chỉ khác so với độ xếp như sau. Đối tượng path được tạo ra đây, khi được path nhớ, thì khi chọn được vẽ path này thì đối tượng có thể tạo ra nó chỉ có thuộc tính stroke path đường nét thôi, và nó không hề có cái màu tô đổ bên trong. Và khi tạo hình ở chế độ path này, nó không tự động sinh ra một layer để chứa đường nét. Đây bảng nhá, rõ ràng này thì có layer background gốc, layer set này thì để lại để so sánh. Như thì bấm trái chuột một phát, rõ ràng ở bảng layer này nó không sinh ra một layer nào cả. Và khi thầy tạo, nó chỉ ra đường nét vector từ stroke thôi, nhớ, nó không hề tạo ra bất cứ một màu tô ở bên trong nào cả. Và cái đường path ở chế độ vẽ path này, nó có thể nằm ở bất cứ layer nào. Đây, thì chọn layer background được, thì chọn layer shape cũng được, chả sao cả, nhớ. Và đây là sự khác biệt giữa hai chế độ vẽ path và shape. Thế thì dùng như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Thế thì bài nay chúng ta sẽ dùng công cụ pen tool và một ứng dụng
rất cụ thể, đó là dùng pen tool để cắt một đối tượng nào đó từ bức ảnh để cắt ghép. Và khi cắt một cụ pen tool này, bởi vì tính chất là đối tượng là vector, cho nên cái đường cắt của nó rất là trơn tru, mịn và mượt, khác hoàn toàn một trời nhiều vực so với nhóm cụ đặt vùng chọn. Cho nên mai ta học công cụ pen tool ở chế độ vẽ path đường nét để cắt các đối tượng từ bối ảnh để cắt ghép riêng biệt, được chưa? Và tốc độ đi theo độ cái gì đây, ở buổi này ta học chế độ vẽ path thôi, còn ứng dụng của công cụ pen tool chế độ vẽ shape chúng ta học ở buổi sau, kiến thức mặn nặng mask thì sẽ nói rõ hơn chế độ shape để mọi người tạo khung hoặc mọi người tạo các album ảnh cưới vân vân, ok chưa? Nhớ thì buổi sau ta học chuyên về mask mặt nạ, mask loại 1, loại 2 và loại 3, giúp các em làm được tất cả các hiệu ứng mà bạn gặp trên mạng, lồng ghép ảnh này, album ảnh cưới hiệu ứng vân vân. Nhưng để làm được nó chúng ta phải qua được cửa ảo công cụ pen tool, và thầy nói luôn công cụ pen tool này là cụ cực kỳ khó, đòi hỏi mọi người phải dành thời gian ôn luyện nó. Bởi vì sao, thầy dạy là một phần thôi, nhưng nếu các em không chịu luyện ở nhà thì chắc chắn các em sẽ không cắt được một pen tool. Bởi vì một pen tool mà xem thầy làm thì cực dễ, thấy ngon lành, nhưng mà khi các bạn cắt không hề dễ đâu. Ok, vậy ta sẽ chọn chế độ vẽ path và bắt đầu thầy đi cực kỳ kỹ về các cái tính năng của công cụ pen tool, giúp mọi người có thể dùng nó để cắt hình. Thế thì đầu tiên ta sẽ đi cách tạo hình. Thế thì đối với công cụ pen tool, để tạo đối tượng vector chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn nhìn nhé, cách nhất là thầy sẽ bấm trái chuột liên tiếp nhưng không được phép giữ và kéo chuột tại một điểm nút để thầy tạo ra các cái đoạn thẳng nối nhau liên tiếp. Nhìn đây, bấm trái chuột nhưng không giữ cho chuột và kéo, bấm chuột liên tiếp. Đấy, lúc này khi bấm chuột liên tiếp nó sẽ tạo ra các cái đoạn thẳng nối nhau liên tiếp. Các em nhìn thấy không? Yeah. Thì lúc này chúng ta chỉ bấm trái chuột liên tiếp thôi và sẽ nối liên tục, yeah. Không giữ chuột và kéo. Thế thì bấm đến khi nào? Yeah. Bấm đến khi các em đưa con trỏ chuột này vào cái điểm đầu. Thì lúc này ở bên phải của cụ pen tool này hình ra hình tròn nhỏ nhỏ, ý nói là chúng ta sẽ nối điểm đầu đến cuối này tạo thành một đường cong khép kín. Đây, phía ra ngoài thì bấm tiếp nó vẫn nối thôi, nhưng mà thì bấm khép kín đều vào đây, điểm đầu. Khi bấm trái chuột thì nó sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất, nó tạo ra một đường cong khép kín, và đồng thời nó cũng kết thúc lệnh tạo hình. Nên khi mọi người bấm trái chuột ra phía ngoài vị trí khác, nó sẽ hiểu là tạo mới một đường nét vector mới, được chưa? Và thầy bấm tiếp tục vào điểm đầu để kết thúc. Thế thì thầy bảo, các bạn bảo thầy ơi, vậy hóa ra là ở chế độ mặc định để kết thúc lệnh tạo đường nét vector thì bắt buộc điểm đầu điểm cuối phải trùng nhau để tạo ra khép kín. Thế như em muốn tạo ra một đường cong hở làm nào? Rất đơn giản, mọi nhìn đây, thầy bấm chuột để tạo đường mới. Và thầy muốn vẽ đường vector đi như thế này, và đây là thầy kết thúc. Thế thì để tạo ra một đường cong hở ở cái pen tool này thì mọi người giữ phím Ctrl và bấm trái chuột ra phía ngoài đường nét đang tạo để kết thúc lại. Đây, bấm phía ngoài xong, thì bấm trái chuột này. Đấy, phía lúc này nó mới tạo gì ấy, ra đường mới. Lúc này phải giữ Ctrl bấm cái chuột ra phía ngoài xong. Còn nếu mọi người mà không giữ căn trôn ấy, đứng ngoài ấy, mọi người bước ở đây là vẫn nối, được chưa? Nó chỉ dừng khi nào để đường cuối trùng nhau, hoặc bấm trái chuột, đúng nhỉ? Hoặc giữ căn trôn, bấm chuột phía ngoài kết thúc cho tạo đường cong hở, được chưa? Như vừa rồi thì đã demo các em cách thứ nhất, đó là cách tạo các đường nét vector thứ nhất trong phô xuất của cụ pen tool, đó là bấm trái chuột liên tiếp để tạo các đoạn thẳng đối nhau liên tiếp, nhớ. Dạ. Cách thứ hai đó là thầy bấm trái chuột giữ và kéo
tại mỗi cái điểm nút, để là xuất hiện hai cái cánh tay đòn của mỗi điểm nút đó, cho phép ta điều chỉnh cái đường thẳng đó từ đường thẳng biến thành đường cong, để tạo ra cái hình dạng vector với cái đường cong bất kỳ. Đây, điểm nhất là bấm trái chuột giữ hoặc kéo, lúc mà thể ra hai cánh tay đòn của điểm nút thứ nhất và thể thả chuột kết thúc điểm thứ nhất. Thì bấm trái chuột tại điểm thứ hai giữ hoặc kéo, lúc này thể di chuyển con chuột xoay quanh cái điểm nút này. Thì lúc này thấy không ạ, cánh tay đòn của điểm nút thứ hai kết hợp với cánh tay đòn điểm nút thứ nhất, nó sẽ điều hướng cái đường thẳng này thành đường cong theo ý muốn của người thiết kế. Tôi thả chuột kết thúc, tôi bấm điểm thứ hai giữ chuột và kéo để tôi điều chỉnh cái đường cong này. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, và lệnh chỉ dừng lại khi điểm đầu điểm cuối trùng nhau, hoặc tôi muốn tạo được cong hở thì tôi giữ phím Ctrl và bấm trái chuột ra phía ngoài để nó đang đặt là xong. À, như vậy trong Photoshop ta sẽ có hai cách tạo được đường nét vector hoặc đối tượng vector. Một là bấm trái chuột liên tiếp, không giữ trái chuột và kéo để tạo đường thẳng nối nhau liên tiếp. Cách thứ hai là bấm trái chuột giữ và kéo tại mỗi điểm nút để tạo các đường cong tự do. Ghi nhận. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó là các cái cách chỉnh sửa các đường nét trong khi đang tạo. Ghi nhận. Thế trong khi tạo nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ nhớ thầy là cũng về tuần rất hay. Thì giờ thầy cho đi vào tìm hiểu đó các cái cách chỉnh sửa đường nét trong khi đang tạo. Bắt đầu thì bấm trái chuột tại điểm nút thứ nhất giữ và kéo để ra đường nét, để ra đường cánh tay đòn tại điểm nút thứ nhất. Thầy giữ bấm chuột tại điểm thứ hai giữ và kéo để ra đường hai, thì giữ chuột vào thì xoay để điều hướng. Điểm thứ ba thầy thả chuột. Câu chuyện bắt đầu đến đây, thầy bắt đầu muốn điều chỉnh nó trong khi đang vẽ. Rồi thầy đang vẽ thì chưa kết thúc. Kết thúc là khi nào? Là khi để đầu được cuối trùng nhau, hoặc giữ Ctrl bấm chuột ra phía ngoài. Bây giờ này, giả thử thầy đặt điểm nút thứ ba ở đây, giữ chuột và kéo. Lúc này thầy vẫn đang giữ trái chuột, không thả chuột ra. Nhưng chẳng may các bạn đặt điểm nút tiếp theo sai vị trí. Bây giờ thầy muốn di chuyển cái vị trí này ra vị trí mới, thì lúc này rất đơn giản là chúng ta vẫn đang bấm chuột giữ và kéo, không thả chuột ra. Chúng ta giữ phím cách space và di chuyển con trỏ chuột, thì lúc này nó cho phép các bạn gì đây nhờ di chuyển cái điểm nút đang được tạo đến vị trí mới. Làm lại nhé, giữ nhỉ, đây bấm chuột điểm này giữ và kéo, nhưng mà thầy đã đặt sai rồi, nhưng thầy chưa thả chuột ra. Thì dưới phím cách và thầy di chuyển chuột thì cho phép mọi người di chuyển cái điểm nút đang được tạo đến vị trí mới. Thì khi nào thầy nhá, thì ưng ý nhờ thì thầy thả cách ra, nhờ cách này di chuyển, ưng ý thả cách ra, tiếp tục gì em di chuyển chuột để điều hướng, ưng ý thì mới thả chuột để kết thúc cái việc tạo nút đó. Tiếp tục đi tiếp. À sai, à sai, sai điểm nút à, vẫn giữ chuột nhá, giữ phím cách di chuyển. Còn nếu mọi người thả chuột ra rồi thì không điều chỉnh được nữa. Ok. Lệnh thứ nhất thì vừa đi qua, đó là lệnh cho phép di chuyển cái điểm nút đang được tạo. Thì điều kiện kiên quyết là bấm chuột giữ và kéo, không thả chuột ra, đồng thời giữ thêm phím cách cho di chuyển chuột để di chuyển đến mức đang được tạo. Nhưng bây giờ thầy đã muốn di chuyển cái điểm nút bất kỳ đã được tạo cơ, thì ở đây để di chuyển cái điểm nút bất kỳ đã được tạo thì mọi người giữ phím Ctrl, sau đó bấm trái chuột vào điểm nút đó giữ và kéo để di chuyển. Thì đây đang trong cụm Pentool, ta vẫn đang vẽ tiếp, nhưng tôi muốn di chuyển điểm này để điều chỉnh nó. Thì khi mọi người giữ phím Ctrl thì lập tức cái biểu tượng công cụ pen tool chuyển về một tên màu trắng, và mọi người đến gì ấy, đến điểm nút cần chỉnh sửa, bấm chặt chuột giữ và kéo di chuyển luôn, nhớ chưa? Điểm này hạ giữ Ctrl, bấm thẳng điểm này, chặt chuột điểm này giữ và kéo
để điều chỉnh. Giữ control, bấm chuột vào di chuyển. Như vậy ta vừa đi qua hai lệnh rất cơ bản. Một lệnh chỉ phép di, một lệnh chỉ phép di chuyển cái điểm nút đang được tạo. Một lệnh cho phép di chuyển điểm nút bất kỳ. Được chưa? Lệnh đầu tiên thì phải giữ trái chuột, đúng nhỉ? Và thêm phím cách. Còn lệnh thứ hai di chuyển bất kỳ thì giữ phím control và bấm trái chuột vào điểm nút đó di chuyển. Tiếp theo, bây giờ đứng đất đang tạo mà thầy muốn loại bỏ điểm nút đã được tạo hoặc thêm mới làm thế nào? Thì đây là sử dụng điểm này, công công thích. Tôi muốn loại bỏ điểm nút này. Thì để loại bỏ một điểm nút đã được tạo, mọi người chỉ việc đưa con trỏ chuột đến điểm nút đó đến khi nào biểu bên cạnh biểu tượng của công cụ Pen Tool thì bị dấu trừ, thì bấm trái chuột để loại bỏ nút đó. Đây, tôi cần loại bỏ nút này, tôi được chuột đến đúng điểm nút này. Đấy, đến khi nào mình thấy trên màn hình không? Bên cạnh, bên phải cạnh biểu tượng Pen Tool hiện dấu trừ thì bấm trái chuột để loại bỏ. Đấy, xong. Bỏ này nhé. Trừ này, bỏ. Thế còn bây giờ mà muốn thêm được nút, mọi người chỉ việc đưa con chuột vào đường nét đã được tạo đến khi hiển thị dấu cộng thì bấm trái chuột để thêm điểm nút tại vị trí đó. Đây tôi muốn thêm ở đây này. Tôi được cho vào điểm nút, đấy dấu cộng, bấm trái chuột, thêm, bấm trái chuột, thêm, bấm trái chuột, thêm. Giữ control để di chuyển điểm nút. Chết. Này không thích thì trừ đi. Rồi, dấu cộng, thêm, giữ control để di chuyển. Giữ control để di chuyển. Giữ control để di chuyển. Ok không ạ? Nhờ, như vậy thì mới đi qua hai lệnh, đó là lệnh loại bỏ các điểm nút đã được tạo và lại thêm mới các điểm nút vào đường vẽ đang tạo. Tiếp theo đó là khi thầy bấm cái chuột giữ vào kéo này, có thấy không, là một điểm nút được tạo nó sẽ có hai cánh tay đỏ. Vậy chúng ta điều chỉnh như thế nào? Bạn chú ý này, bạn chú ý nhé, đây thì có những điểm nút 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn chú ý này, nếu như thầy bấm cái chuột mà thầy tạo tiếp tục tạo thêm một điểm nút nữa thì các chú ý này, các chú ý phần điểm nút này nhé, chúng ta kéo này, đấy, kéo tiếp này, thì lập tức mặc định nó chỉ hiển thị được hai cánh tay đòn của hai điểm nút liên tiếp gần nhau nhất, còn các cái tay đòn của nút sau này nó sẽ ẩn, tạm thời ẩn đi. Thế thì bây giờ chúng ta đã thao tác được với các điểm nút rồi, vậy bây giờ chúng ta muốn thao tác với các cái cánh tay đòn của điểm nút thì làm như nào? Thế thì đây, thầy muốn điều chỉnh cái điểm nút, cái tên gọi của điểm nút này thì làm thế nào? Hoặc thầy muốn điều chỉnh cái tên gọi của điểm nút này, thế thì đây, do chế độ mặc định của Photoshop nó chỉ hiển thị được cánh tay đòn của hai điểm nút gần nhất. Bây giờ thì muốn điều chỉnh đường cong của đoạn này, tức là phải điều chỉnh cái tên gọi của điểm nút này với điểm nút này, nhưng mà cái đòn này không hiện ra thì làm thế nào? Thế thì ở trong Photoshop, để hiển thị hai cánh tay đòn bất kỳ của một điểm nút, chúng ta phải việc giữ phím control và bấm trái chuột thẳng vào điểm nút đó. Bấm con chuột, không giữ vào kéo nhé. Nếu mà người giữ vào kéo nó hiểu di chuyển điểm nút. Tôi chỉ phải giữ phím control và bấm trái chuột vào điểm nút đó, lập tức hiển thị đầy đủ hai cánh tay đòn của điểm nút đó. Giữ điểm nút này, giữ control bấm trái chuột ra ngay, giữ control bấm vào đây. Thế thì đây, rõ ràng tôi muốn điều chỉnh đường cong này, sẽ điều chỉnh cái đòn của điểm nút này và điểm nút này. Thế thì điều chỉnh cái đòn chúng ta sẽ có hai cách điều chỉnh. Một đó là để điều chỉnh riêng biệt từng cánh tay đòn của một điểm nút bất kỳ thì chúng ta phải giữ phím an, sau đó đưa trỏ chuột đến cánh tay đòn cần điều chỉnh, bấm cái chuột giữ và kéo như thế ạ. Như tôi muốn điều chỉnh đường cong này thì tôi phải điều chỉnh cánh tay đòn phía bên này, nó sẽ điều chỉnh con này, còn cánh tay đòn bên trái này sẽ điều chỉnh đường cong phía bên chính đằng trước của đường cong này. Như vậy tôi giữ phím an. Đặc biệt là gì? Khi giữ phím an, mọi người thấy biểu tượng của công cụ Pen Tool không biến đổi gì cả,
đúng không? Nhưng khi mọi người giữ vững an, mọi người đưa đến, đưa chuột đến cánh tay đòn bên tay phải này, thì lập tức biểu tượng của cục pen tool biến thành biểu tượng mũi tên. Ý đồ là gì? Ý nói là lúc này chúng ta đang thao tác với cánh tay đòn bên phải của đỉnh nút này. Sau đó là việc bấm trái chuột giữ và kéo để điều chỉnh cánh tay đòn. Đấy, điều chỉnh hướng này lên trên hoặc xuống dưới xoay tùy mọi người. Nhìn thấy chưa? Thả chuột. Tương tự thì đường cong này mới chi phối bởi cánh tay đòn của nút này bên phải cộng với cánh tay đòn bên trái nút này. Vậy tôi giữ an, đưa cánh tay đòn của nút này, bấm chuột giữ và kéo để điều chỉnh. Đấy, như vậy đường cong này giữ an, điều ở đây điều chỉnh. Xoay đi mọi người, giữ an, điều đây điều chỉnh. Còn giữ vững an, đưa cái đòn này nó sẽ chỉnh đường cong bên dưới này, bởi vì mỗi điểm nút sẽ có hai cái đòn, cái đòn trước và sau để điều hướng cái đường cong của đường nét tạo ra với điểm nút phía trước và phía sau nó. Thế thì đây là cách điều chỉnh riêng biệt từng cánh tay đòn. Thì thao tác là giữ phím an, sau đó đưa trỏ chuột đến một trong hai cánh tay đòn bất kỳ, bấm trái chuột giữ và kéo để điều chỉnh riêng biệt. Cách thứ hai là thầy muốn điều chỉnh hai cánh tay đòn của một điểm nút nhớ đi đối xứng nhau. Như vậy thầy muốn chỉnh đồng thời cùng một lúc hai cánh tay đòn của điểm nút đối xứng nhau của một điểm nút thì làm như nào? Thì lúc này thầy vẫn giữ phím an, nhưng thầy đưa trỏ chuột đến điểm nút đó, sau đó chất chuột giữ và kéo khác nhau điểm đấy. Đây, thầy giữ phím an, đưa thẳng vào điểm nút cần biến đổi, bấm chuột giữ và kéo. Lúc này thấy không, là hai cái đòn sẽ đối xứng nhau, được chưa? Còn nếu một người giữ phím an mà đi riêng đến từng điểm nút là điều chỉnh riêng biệt từng hàng một. Giữ an, chọn cái đòn này là riêng biệt, nhưng giữ an, bấm thẳng điểm nút, giữ và kéo thì điều chỉnh hai cánh tay đòn đi đối xứng nhau của một điểm nút bất kỳ. Như vậy thì tổng kết lại là trong Photoshop đối với pen tool thì để chỉnh sửa đường nét vector trong khi đang tạo thì bọn nhớ thầy để thao tác với các điểm nút thì phím Ctrl, còn để thao tác với cánh tay đòn thì phím A, được chưa? Và bọn nhớ thầy có từng đấy thao tác. Ok chưa? Rồi. Như vậy thầy vừa đi qua các bạn cách chỉnh sửa đường nét trong khi đang tạo. À, thì vẽ đốt một ngày. Thì có một đường xong. Thì vẽ đường thứ hai là đường cong này đi. Và thầy vẽ đường thứ ba đường cong hở. Tập trung một chút ra ngoài xong. Thế thì vừa rồi thầy đã đi qua các em cách chỉnh sửa đường nét vector trong khi đang tạo. Bây giờ sang phần thứ hai khó hơn. Đó là thầy sẽ dạy các em cách chỉnh sửa đường nét vector sau khi đã tạo. Đây, trên màn hình thầy đã vừa tạo ra được 3 đối tượng vector, gồm có 2 đối tượng vector là hình làm đường cong khép kín và một đường cong hở. Vẽ xong rồi cho nên ra chúng ta không có gì cả, thầy bật phím V trở bình thường. Thế thì như thầy nói ban đầu, công cụ pen tool nó tạo ra đường nét vector. Và ở trên cái path này thì nó chỉ tạo đường nét stroke mà thôi. Và đường path này có thể nằm ở bất cứ layer nào, nó không hề sinh ra một layer chứa nó. Thế là các bạn xong rồi đây. Bây giờ bài có đặt ra như sau. Là trên hình thì có 3 đối tượng vector. Thầy muốn chọn cái đối tượng hình khắc kín to này. Thầy muốn chọn hàng ngày di chuyển ở đây. Thầy muốn chọn hàng ngày và thu nhỏ lại. Thầy muốn nhân bản hàng ngày vân vân. Thì đây chúng ta làm thế nào? Thì đây nhiều bạn rất nhầm lẫn là các bạn chọn cụm Move Tool. Thế thì chúng ta sẽ làm rõ cái điều này ở bài hôm nay. Công cụ Move Tool, cái đối tượng làm việc của nó là layer chứ không phải đường nét vector. Cho nên nếu bạn chọn công cụ Move Tool, các bạn chọn cả ngày cũng không ra được. Thấy chưa? Bạn căn trốn chọn ngày không ra được, bởi vì như là, ok chưa ạ? Thì công cụ ở đây, có nhớ thầy là công cụ gì nhỉ?
pen tool nó chỉ này thôi nhá. Về công cụ V này nó chỉ chọn đối tượng là layer. Thế vậy làm sao chúng ta thể chọn được riêng đối tượng này để di chuyển? Thì ở trong Photoshop chúng ta có nhóm hai công cụ cho phép mọi người thao tác và làm việc với đối tượng là vector. Thì nhóm cụ này nó nằm ngay ở bên dưới công cụ Type Tool. Và học công cụ Pen Tool, chúng ta phải học đồng thời thêm hai công cụ này, đó là công cụ rất đắc lực. Thì ở trong Photoshop nó sẽ có hai công cụ cho phép mọi người thao tác với đối tượng là vector. Công cụ thứ nhất đó là công cụ Path Selection Tool. Thì nhóm cụ này đều là chữ A cả. Thì đối với công cụ Path Selection Tool thì biểu tượng của nó là mũi tên đen, và công cụ Direct Selection Tool biểu tượng là mũi tên trắng, chuyên thể tạm gọi là A trắng và A đen. Thì đối với công cụ là Path Selection Tool A đen thì công cụ này nó có chức năng và nhiệm vụ giống hệt công cụ Move Tool, bao gồm cho phép chọn, di chuyển, tạo bản sao, biến đổi tỷ lệ, xoay, lật và thực hiện các cái lệnh biến đổi nâng cao đối tượng. Chỉ khác đối tượng của nó là vector chứ không phải là layer. Như vậy mặt chức năng của nó giống hệt công cụ Move Tool, chỉ khác đối tượng là vector. Cái demo thì để chọn được bọn này thì tôi phải chọn công cụ ADN, đó là Passion Tool. Thì mọi người chỉ việc bấm vào chọn luôn, di chuyển luôn, bởi vì nó chức năng giống hệt công cụ gì đấy, Move Tool, chọn thằng này di chuyển luôn, chọn thằng này di chuyển luôn, hoặc kéo chuột chọn lúc 3 thằng hoặc 2 thằng. Ở đây khi chọn là chọn cả một đối tượng chứ không phải chọn điểm nút không nhớ. Đấy, di chuyển. Nếu tôi muốn thay đổi tỷ lệ thì bấm cắt chân T, thao tác giống hệt công cụ Move Tool, giữ Shift thu nhỏ, xoay phải chuột cũng lật ngang, lật dọc, rồi cũng có biến đổi scale số nâng cao đối tượng nhờ, cũng có thì đấy, warp biến đổi thì đấy theo kiểu lưới vân vân. Các thể hiện giống hệt công cụ Move Tool, chỉ khác đối tượng là vector. Còn cái công cụ thứ hai đó là công cụ Direct Selection Tool A trắng. Thì công cụ này cho phép mọi người thao tác với các điểm nút, các cạnh và cánh tay đỏ. Đây, đưa thể chọn công cụ A trắng thì là Path Selection Tool. Thì đây, khi tôi bấm cần, tôi chuột vào đường path thì lập tức nó hiển thị tất cả các điểm nút cấu tạo lên cái đường path này. Hoặc thì bấm cho chuột vào đường path này nên thị tất cả các độ các thế các cái điểm nút cấu tạo đây. Thì dụ thầy bấm cho chuột chọn điểm nút này thì bảng nhá, khi thầy bấm vào đường path thì lúc này nó chỉ hiển thị các điểm nút và cánh tay đòn, được chưa? Và nếu như thầy bấm chọn điểm nút này thì lúc này khi chưa bấm chọn thì điểm nút lại bị rỗng, nó chỉ là hình vuông rỗng thôi. Thì bấm cho chuột giải pháp lập tức cái điểm nút này hình vuông được gì ấy, là màu đen đặc. Ý nói điểm này đang được chọn. Và thì bấm cho chuột lần thứ hai giữ và kéo là thể di chuyển luôn. Nhưng nó khác với cái cách chỉnh sửa cho đang vẽ điểm nào, là công cụ này có thể thao tác với nhiều điểm nút. Như thế kéo chuột để chọn 3 điểm nút này, khi thả chuột thì 3 điểm này được gì ấy, được bố đen, cách hình vuông đen này rỗng thì thả chuột. Thì bấm chuột lần thứ hai và một trong ba thằng giữ và kéo thì nó chỉ di chuyển đến đúng ba thằng này thôi. Hoặc tôi vẫn vào thể hủy, thể chọn điểm nút này, thể giữ Shift để chọn riêng lẻ điểm nút này thêm mà đấy. Thì khi di chuyển thể thả chuột lần thứ hai thì di chuyển thì chỉ cần bấm vào một trong hai điểm nút này thôi, giữ và kéo thì lúc di chuyển nó chỉ chuyển gì động hai điểm nút đang được chọn. Thấy chưa? Giữ Shift thêm một ngày đi, rồi thả chuột lần thứ hai, bấm chuột giữ và kéo thì ba thằng này. Tương tự khi thể thao tác với cánh tay đòn của điểm nút bất kỳ thì ở công cụ A trắng này
khi một người đi đến cái đòn mà người giữ và kéo di chuyển thì mặc định là di chuyển đồng thời đối xứng, nó hơi khác với cái cách biến đổi trong cái đang vẽ, là mọi người chỉ được đưa đến một trong hai cái kèo bất kỳ, giữ và kéo luôn thì điều chỉnh đối xứng, còn muốn điều chỉnh riêng biệt thì giữ phím an đi cái đòn và giữ và kéo. Trong khi đó quá trình mà các bạn đang vẽ thì hơi khác, là đang vẽ giữ phím an để điều chỉnh riêng biệt, còn muốn chỉnh đối xứng thì giữ phím an bấm thẳng để nút giữ vào kéo mới là đối xứng. Đây là trong khi đang vẽ. Còn vẽ xong rồi có bộ á trắng thì khác, là chọn đối xứng này thì khi bấm vào đây mặc định không giữ an là đối xứng, còn giữ an là riêng biệt. Có thấy không ạ? Đây là sự khác biệt. Thế thì trong khi đang vẽ thì nó khác với cách điều chỉnh sau khi vẽ chỗ nào? Đó, sau trong khi đang vẽ mọi người chỉ thao tác được một điểm nút tại một thời điểm, còn sau khi đã vẽ xong, chỉnh sửa vẽ xong, mọi người dùng công cụ gì ấy, A đen hoặc A trắng, thì mọi người hoàn toàn có thể thao tác với nhiều điểm nút để chọn đống này rồi di chuyển. Đấy chưa? Nó khác ở điểm đấy. Hoặc công cụ A đen tôi có thể chọn được nhiều đối tượng một lúc. Đấy, thấy chưa? Được chưa? Như vậy chúng ta nhớ thầy, để chỉnh sửa các đường nét sau khi đã tạo, chúng ta sẽ có hai công cụ đắc lực, đó là công cụ gì ạ? Path Selection Tool và công cụ Direction Tool. Như vậy thầy vừa đi qua với các em toàn bộ các kỹ thuật liên quan đến công cụ Pen Tool, đó là cách tạo đối tượng vector, cách chỉnh sửa đối tượng vector trong khi đang vẽ và cách chỉnh sửa đối tượng vector sau khi đã vẽ. Được chưa? Và bây giờ thầy bắt đầu đi vào cái vấn đề chính, đó là sử dụng chế độ tạo vector, vẽ path của cụ Pen Tool để cắt hình như thế nào. Thế thì chúng ta sẽ đi qua bốn cái quy luật vàng bắt buộc. Thì đây là bốn quy luật mà thầy đúc kết lại sau 3 năm thầy làm thiết kế cũng như là giảng dạy, thì thầy đúc kết lại được bốn cái nguyên tắc bất di bất dịch, và các bạn nắm được thầy đúng bốn nguyên tắc này thì đảm bảo 100% các bạn sẽ cắt được hình chính xác đẹp. Thế thì đây đối với Pen Tool là chúng ta bắt đầu phê được vẽ path, và để cắt đối tượng của cục Pen Tool thì bắt buộc mọi người phóng to hết nấc để sao cho nhìn rõ được gì ấy, đường biên của đối tượng. Mà nhìn chưa? Này rồi, ok. Thì chúng ta bấm phím F 2 lần để chuyển độ full screen, và bấm phím P để chế độ vẽ path vào đầu cắt. Thế thì để cắt được cái đèn này ra khỏi background như này nhớ, chúng ta sẽ làm như sau. Thế thì chúng ta sẽ học cái nguyên tắc thứ nhất, tắt nhất là gì? Nhất đó là tất cả các cái điểm nút vector được tạo ra nó phải nằm trên cái đường biên của đối tượng. Được chưa? Rồi, cho đến các bạn thầy nói lại tăng nhá. Thì nhầm nguyên tắc thứ hai, đó là nguyên tắc thứ nhất, trước khi các bạn cắt hình, tắt nhất các bạn có thể bắt đầu ở bất cứ đâu cũng được, nhưng nguyên tắc một đầu tiên là các bạn phải tìm được cái điểm biến thiên của đường cong. Điểm biến thiên là gì? Điểm biến thiên là điểm nơi xảy ra cái sự biến đổi của đường cong trước và sau so với điểm nút đó. Thì đây, đây là cái hình đèn ngủ này, tôi được bất cứ đâu, thì đây thầy sẽ chọn điểm này là điểm bắt đầu. Thì đầu tiên thầy sẽ tìm được điểm biến thiên. Thì ở đây là điểm biến thiên bởi vì giữa điểm này trước và sau nó xảy ra cái sự biến đổi đường cong là đường thẳng với đường cong. Thì nguyên tắc thứ nhất là phải luôn xác định được cái điểm biến thiên của đường cong để đặt cái điểm nút
chính xác vào đấy. Nguyên tắc 1 là xác định điểm biến thiên. Nguyên tắc 2 là khi một người bấm trái chuột thì bắt buộc cái điểm nút được tạo đó phải nằm trên đường biên của đối tượng. Bắt đầu sau khi xác định được đây là điểm biến thiên rồi, tôi bấm trái chuột là điểm này, bấm chuột này, bấm này sao cho nằm trên đường biên đối tượng, giữ hoặc kéo, được chưa? Rồi như vậy tôi thỏa mãn được nguyên tắc thứ nhất, đó là tìm điểm biến thiên. Nguyên tắc thứ hai là điểm nút đã thuộc đường biên rồi. Nguyên tắc thứ ba là cực kỳ khó, đó là tiếp tuyến tại mỗi điểm nút. À, xin lỗi các bạn. Nguyên tắc thứ ba đó là cánh tay đòn tại mỗi điểm nút phải luôn luôn tiếp tuyến với đường biên của đối tượng. Nhớ không? Thì làm lại mọi người xem. Đầu to này. Rồi. Thì bấm chuột đúng điểm này, giữ vào kéo và thì chỉnh cái tay đòn sao cho cái tay đòn tiếp tuyến với đường biên đối tượng. Tiếp tuyến là gì? Là tạo thành góc vuông. Nhưng đây là đường thẳng, cho nên cái tay đòn nằm song song với đường biên. Tiếp tuyến được thể thả chuột tuyến nhỏ lại. Rồi, có phải thầy đã tìm được điểm biến thiên thứ nhất để đặt điểm nút đầu tiên? Điểm nút này thỏa mãn nguyên tắc 1 là nằm đúng điểm biến thiên, thỏa mãn nguyên tắc 2 là điểm nút nằm trên đường biên của đối tượng, thỏa mãn nguyên tắc 3 là cánh tay đòn của điểm này tiếp tuyến với đường biên của đối tượng. Tiếp tục, thầy sẽ đi tìm điểm biến thiên thứ hai của cái hình này. À, như vậy ở đây cái chỗ này là thẳng tắp, đến đây là điểm biến thiên thế này, thế ạ, thế thẳng chỗ này hơi cong. Vậy tôi tìm được điểm biến thiên nào ở đây? Tôi bấm trái chuột bóng to để mọi người nhìn rõ hơn, nhạt hơn. Bấm chuột này, điểm này, giữ vặn kéo. Như vậy chúng ta quay lại nguyên tắc 1, đó là chúng ta tìm được điểm biến thiên rồi, chúng ta bấm trái chuột đúng vào điểm biến thiên đó sao cho cái điểm nút tiếp theo phải nằm đúng vào điểm biến thiên và nằm đúng trên đường biên của đối tượng. Sau đó điều chỉnh cho chuột này sao cho cánh tay đòn của điểm tiếp theo là phía sau này nó nằm tiếp tuyến với đường biên đối tượng. Đấy, tiếp tuyến thế em, bởi vì phía sau của đường này là đường thẳng, cho nên cái tay đòn tiếp tuyến sẽ nằm song song và trùng với đường biên của đối tượng. Thả trường. Thì có phải là điểm nút đầu tiên thỏa mãn ba nguyên tắc đầu và nút thứ hai cũng thỏa mãn ba nguyên tắc đầu, cho nên cái đường thẳng này nó căng đét, nó bám sát được đường biên đối tượng bởi vì nó thỏa mãn. Tiếp theo là con to đây. Chỗ này ở nguyên tắc 3 nó phải thỏa mãn điều kiện là gì? Là các cánh tay đòn tại một nơi bất kỳ phải luôn luôn tiếp tuyến với đường biên của đối tượng. Thì tại điểm nút này, cánh tay đòn ở phía dưới này đã tiếp tuyến với đường cong phía dưới này thỏa mãn, nhưng cái đường cong phía trên này thì cánh tay đòn này chưa tiếp tuyến. Vậy tôi phải bẻ cái cánh tay đòn này sao cho tiếp tuyến đường biên đối tượng này, để khi tôi đặt nút tại điểm biên này nó sẽ bám sát vào. Tức vậy đây, chúng ta cần bẻ cái tay đòn này tiếp tuyến với đường biên này. Vậy chính là điều chỉnh riêng biệt từng cánh tay đòn trong khi đang vẽ. Thì thao tác là giữ phím An, sau đó đưa vào cánh tay đòn cần điều chỉnh, giữ hoặc kéo để tiếp tuyến. Đấy, tiếp tuyến là gì? Tạo thành các vuông. Đấy, với đường biên. Thế thì đây, cánh tay đòn ở đây dài hay ngắn thì nó sẽ thuộc vào độ biến thiên của đường cong. Ở đây chúng ta lại quay lại bước đầu tiên là tìm cái điểm biến thiên tiếp theo của đường cong. Đấy, đúng chưa? Chỗ này tăng, chỗ này giảm. Như vậy đặt nó chụp vào đâu? Vào điểm góc này. Nhớ giữ vào kéo. Lúc này mọi người xoay nhẹ nhẹ dựa ra cái đòn, xoay và điều chỉnh cái độ lớn của cái đòn. Lúc này độ lớn của cái đòn này nó sẽ điều hướng cái đường biên của vùng của gì ạ, vách tự động ra bám sát
hay vượt ra ngoài đường biên của đối tượng thì phụ thuộc vào cánh tay còn dài hay là ngắn. Thì điều chỉnh này, ngắn lại và thì điều chỉnh ở đây thì có phải là lúc này điểm nút thầy nằm đúng vào điểm biến thiên và điểm nút thầy nằm đúng trên đường biên của đối tượng và cánh tay đòn ở phía trước và phía sau này nhớ đã thỏa mãn nguyên tắc 3 đó tiếp đúng đường biên đối tượng và thể thả chuột thì có phải là điểm nút này thuộc vào điểm biến thiên và đúng này cũng nằm trên đường biên đối tượng và cánh tay đòn phía sau này nó nằm tiếp tuyến đường biên đối tượng này cho nên nó hợp với điểm nút phía trước đã được tạo cho nên cái đường vector được tạo ra này sẽ bo sát đúng theo đường cong đúng theo đường biên của đối tượng cần tạo không ra ngoài được được chưa? Lúc mà thầy giữ an thầy điều chỉnh cái này để tiếp tuyến với đường cong này đấy tiếp theo thầy sẽ tìm điểm biến thiên nằm ở đây chỗ này là điểm biến thiên là đặt max mượn xuống bấm trái chuột giữ vào kéo và thế điều chỉnh độ lớn cánh tay đòn thì đây tại sao phải đặt điểm nút xa như vậy thì nó có một nguyên tắc như này đối với những cái đoạn thẳng đường cong đối tượng mà độ biến thiên lớn thì đặt điểm nút ngắn lại còn đối với đường cong độ biến thiên nhỏ thì phải đặt dài rồi nếu mà ngắn mà đặt dài ra nó sẽ vượt ra khỏi đường biên. Ở đây thì đảm bảo là điểm nút thuộc đường biên đối tượng chuẩn chưa? Điểm nút nằm đúng đường điểm biến thiên và cánh tay đòn ở phía trước này tiếp tuyến với đường cong đằng sau cũng tuyến được tuyến đến rồi nhưng lúc này tôi nhìn ở phía điểm nút đã được tạo trước này thì bên này nuột rồi nhưng bên này đường biên vector này đang bị thụt lùi so với đường biên gốc của đối tượng này. Thì lúc này chúng ta sang nguyên tắc thứ tư. Tắc tư này là nguyên tắc chữa bệnh đáng lòng cho ba tắc trên. Tắc tư là gì? Là chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí của các cánh tay đòn hoặc các điểm nút sao cho đường nét của vector bám sát vào đường biên của đối tượng. Lúc này rõ ràng là điểm nút này đã thỏa mãn ba tắc đầu. Điểm nút này cũng thỏa mãn ba tắc đầu nhưng cánh tay đòn tại lúc này đang bị ngắn cho nên cái đường vector tạo ra nó không bám sát đường biên được vậy tôi phải điều chỉnh lại cánh tay đòn của điểm nút này dài hơn với mặt độ dài và vị trí để sao cho đường nét vector này nó bám sát đường biên vậy tôi giữ an bấm vào chụp vào cái tay đòn này tôi điều chỉnh thấy chưa đấy điều chỉnh này điều chỉnh ngắn lại này và lên xuống này sao cho bám sát đường biên đối tượng hiểu chưa? Như vậy chúng ta có bốn nguyên tắc để nhắc lại. Nguyên tắc đầu tiên phải xác định được độ biến thiên cái điểm biến thiên của đường biên đối tượng. Cái thứ hai nguyên tắc thứ hai là tất cả các điểm nút phải nằm trên đường biên đối tượng. Nguyên tắc thứ ba là tất cả các cánh tay đòn của các điểm nút phải luôn luôn tiếp tuyến với đường biên của đối tượng. Tắc thứ tư, điều chỉnh vị trí của các cánh tay đòn và các điểm nút sao cho đường nét được tạo ra bám sát vào đường biên của đối tượng. Như vậy ta chỉ có bốn nguyên tắc vàng và các bạn làm đúng thời gian này không bao giờ các bạn sai cả và cắt chính xác. Tiếp tục thì bấm trái chuột và điểm biến thiên này giữ và kéo khi các bạn làm quen rồi các bạn sẽ có cảm giác là tay các bạn sẽ kéo chuẩn cực kỳ lúc này các bạn sẽ không thả chuột ra bộ giữ an và bẻ luôn tiếp tuyến nhá đây thì làm nhanh bởi vì là khi các bạn làm thẳng rồi các bạn sẽ có cảm giác là tay các bạn sẽ điều chỉnh làm sao cho nó ra khít không phải thời gian nhiều một phía cách chuyển dưới đây đường thẳng tắt chuyển tuyến tìm điểm biến thiên tiếp theo a nằm đường này vậy bấm nhấn chuột vào đúng vị trí biến thiên này giữ và kéo tức là tôi điều chỉnh cái cái đòn phía trên sao cho tiếp tuyến thẳng băng chưa thẳng chưa thẳng tức là tôi giữ an để tôi điều chỉnh cái đòn phía dưới này, này tiếp tuyến với đường biên này bởi vì đây đường cong biến thiên rất là lớn đấy thì thẳng không chuẩn này
không sao thì giữ an điều chỉnh hàng ngày đấy, nhưng mà người ta bốn chả sao cả, bởi vì sao, thì thầy giữ thì thả xít trước khi thả chuột thì bị thế rồi. Ở đây điểm thế nào, đây bấm cái chuột này giữ vật kéo nhẹ nhẹ, nếu mà kéo lớn quá thì cánh cái đòn dài và nó sẽ lái cái đường vector ra khỏi đường biên, thu nhỏ lại điều chỉnh đến đây, nhớ chưa, chuẩn. Tôi giữ an thu nhỏ lại, tôi sát ở đây tiếp tuyến mà luôn luôn phải tiếp tuyến. Tiếp theo tôi tìm điểm đứng thiên ở đâu nhỉ, đây bấm trái chuột giữ vật kéo rồi, lúc này thầy cố tình đặt đỉnh nút lùa vào trong chú, thứ mai ta sẽ nhớ lại là ta phải cần phải điều chỉnh cái vị trí của đỉnh nút này lên xuống dưới giữ phím căn trôn, bấm chuột vào đỉnh nút này giữ vật kéo để điều chỉnh vị trí, nhìn chưa. Đấy, lúc này tôi xem xét đường cong này bám sát chưa, tôi giữ A thì tôi điều chỉnh này để đường cong trở nên mượt mà hơn một chút. Đấy, bám sát được biểu tượng không thừa không thiếu. Khi đặt đỉnh nút bạn nhớ đặt một nửa vào trong, nửa ra ngoài so với đường biên. Rồi, tiếp theo điểm đi thiên đảm ở góc này, bấm chuột giữ vật kéo, giữ kéo tiếp tuyến chưa, giữ cách để di chuyển này. Đấy, này đi giữ an tung bảy đây đã, tôi đảm bảo là nó tiếp tuyến được ngày đã, tiếp tuyến đấy. Lúc này vì sao, bởi vì thầy thả cái ship trước khi thả số chuột như thế, giữ an bẻ lại nó này, tiếp tuyến, tiếp tuyến chưa, rồi giữ an chỉnh cái đoạn tiêm này để ra đường biên sát đây, được chưa. Như vậy thì kiểm tra đường biên này nuột chưa, tiếp tục thầy đi tiếp xuống dưới đường thẳng mà, thầy đi xuống A biến thiên đây rồi, thầy bấm trái chuột vào đường góc này giữ vặn kéo và đi bên trên sao cho cái đòn sang được tiếp tuyến để đảm bảo thẳng tăm, giữ an thì bẻ, lúc này khi thầy bẻ phát hiện điểm nút là sang nhược đang bị nông quá, giữ phím căn trô di chuyển điểm nút góc chuẩn chưa, quá chuẩn. Lúc này giữ an thì kéo là tiếp tuyến, thì lúc này thầy phân tích cái đế của cái hình đèn này là hình elip, và hình elip thì mặt cấu tạo nó sẽ có bốn điểm biến thiên nằm ở bốn góc, góc này, góc này, góc này và ở đây, được chưa. Cho nên thì bấm cái chuột vào điểm biến thiên này, giữ vật kéo, kéo và điều chỉnh này. Đấy, khi điều chỉnh mọi người sẽ nhìn cái đường path được tạo ra nó phải bo sát đường biên đối tượng và thể thả chuột xong. Khi bạn làm quen rồi các bạn phải luyện nhiều, khi bạn nhìn thấy làm bạn thấy dễ nhưng mà về nhà bạn làm bạn thấy khó hẳn nhá. Ở đây các bạn nhìn mắt thường là nằm ở đây, cứ bỏ bóng đổ đi, bấm chuột ở đây giữ vật kéo, yeah, các bạn kéo bình thường đây đi, các bạn tiếp tuyến rồi chỗ này nằm đúng trên đường biên đối tượng, tiếp tuyến, tiếp tuyến chỗ này vượt ra ngoài, bởi vì cánh cái đòn ngày sao nhở đang bị dài quá, tôi giữ an tôi thu ngắn lại một chút, được chưa, giữ an ngày thu ngắn lại một chút để bó sát vào đấy, để đảm bảo nó thu sót bao sát lại đấy này đi. Ồ, giữ an không này, một chút. Giữ an này một chút. Rồi, tiếp tục biến thiên nằm ở đây. Bấm chút giữ vào. Kéo. Giờ, ổn, giữ ổn chưa? Giữ quá ổn này. Rồi, cùng tôi bấm điểm ở đây. Đứng ở góc. Giữ vào, kéo lúc này. Thầy không cần phải giữ, thầy giữ an thì bẻ lên trên đã. Để thầy tính sau, được chưa? Bây giờ thầy giữ gì ấy? Đấy, thầy là giữ ship, thầy thả ship trước khi thả chuột cái bị này, thầy giữ an không sao cả, muốn tăng bốn mà, muốn tăng bốn chưa đáng lòng ngay, nhờ giữ an điều chỉnh vị trí cũng như là cái đòn, đấy, giữ an điều chỉnh cái đòn này, được chưa? Đấy, đảm bảo ngon lành, tiếp tục lên phía trên tìm điểm biến thiên, à đây, bấm cái chuột này điểm góc, giữ vào kéo bên dưới tiếp tuyến chưa, ngon, giữ an bẻ luôn đấy, điểm này hơi nông, thầy bị giữ ship, thả ship trước bực mình, giữ an
Rồi, các bạn sẽ giữ cân trôn thì chỉnh nút lên một chút để cho nó sát giữ an để bẻ cái đòn. Cuối cùng thầy sẽ gì đấy? Đi thiên nằm ở đâu? Chỗ này. Bây giờ giữ vào kéo nhá. Giữ cách di chuyển một chút. Đấy, lúc này cho đẹp nhá. Lúc này mọi người sẽ làm này cho đẹp đấy. Rồi, đảm bảo. Cuối cùng điểm ở đây biến thiên. Đấy, đi nhẹ nhẹ nhá. Đấy, và thầy khép kín luôn. Lúc mà thầy chỉnh như sau này, thầy giữ con số 4 tiếp tục ở đây, dính an để bẻ thẳng tắp ở đây, tiếp tuyến này. Cái gì nữa? Tiếp tuyến. Giữ an điều chỉnh này để nó thu nhỏ vì tiếp tuyến ngắn đây thôi. Giữ con số 4 tiếp tục ở đây để ra điểm nút tại cái đòn. Giữ an điều chỉnh khép. Giữ an điều chỉnh hôm nay cho mọi người. Giữ an điều chỉnh. Rồi. Được chưa? Chúng ta chỉnh chu lại một chút. Rồi. Như vậy là xong. Thế thì đây, khi chúng ta đã tạo được vector chính xác từ biểu tượng thì ta cắt ra như thế nào? Thế thì đây, khi mọi người tạo xong được vector này thì chúng ta lại có lệnh đặc biệt sau đây. Đó là lệnh ta sẽ chuyển từ đường nét vector thành vùng chọn để cắt. Bởi vì để cắt được cái đèn này bắt buộc phải có vùng chọn. Vậy để chuyển từ đường nét vector thành vùng chọn, ta bấm tổ phím Ctrl và Enter. Xong. Tức là CF6.2. Và bây giờ thầy sẽ tạo một cái file mới và thầy so sánh các bạn xem thử. Đó, thầy đưa cái đèn này cho mọi người. V. À nhầm, M chứ nhỉ? À V. Cho bạn M, V. Vì cắt đèn mà V đưa đèn này sang bên này. Đây là chiếc đèn được cắt bằng công cụ pen tool. Đổi tên, đây là pen tool. Bây giờ sang bên này, thầy cắt cho đây hủy chọn đây và thầy sẽ cắt cái đèn này bằng công cụ mạnh nhất trong nhóm vùng chọn, công cụ cushion tool. Và ta thử so sánh xem là nếu cắt cái đèn này bằng công cụ pen tool so với công cụ làm vùng chọn thì sự khác biệt là như thế nào và tại sao một người thiết kế chuyên nghiệp Photoshop thì cắt hình thường dùng pen tool. Các bạn sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Thì dùng cụ cushion tool để chọn cái đèn này một cách chỉnh chu nhá, và để thầy so sánh xem nó khác biệt ở chỗ nào. Thầy chọn này, chọn một góc thôi nhá, để so sánh không cần chọn hết. Thật là chỉnh chu đi, gọi là rất là chỉnh chu đẹp đẽ nhá. Rồi, đây, coi như góc này là góc mà đẹp nhất có thể. Về, đưa sang. Và thầy đặt ở đây. Và thầy sẽ phóng to cho bạn xem cái sự khác biệt của hai cái thằng này nhá. Thầy sẽ đổ cái màu ghi vào đây để bạn thấy rõ. Layer background. Rồi, thì phóng to lên. Thì đây ạ. Rõ ràng đây là cái đèn được cắt bằng công cụ cushion tool thì độ len vẫn có và nó không bị mượt, nó bị răng cưa rất nhiều. Trong khi đó mọi người cắt bằng công cụ pen tool. Yeah, pen tool. Mọi người thấy không ạ? Cái nét cắt nó rất là khôn, mịn và mượt và rất là trơn tru, nó khác một trời nhiều vực. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Nó khác một trời nhiều vực so với công cụ tạo vùng chọn. Chính vì thế nét cắt của pen tool rất sắc nét, rất là mịn, mượt và trơn tru, bởi vì ta cắt bằng tay chính xác, bởi vì chúng ta lợi dụng cái đường nét là vector, mà vector thì nó rất là mịn và mượt, và sau khi ta chuyển đổi thành vùng chọn thì nó vẫn giữ nguyên được độ mịn mượt đó. Cho nên khi cắt hình và thấy bạn nét cắt của mình rất khôn và trơn tru mịn. Chính vì thế từ bài hôm nay trở đi chúng ta phải dùng công cụ pen tool. Như thế đó ở đầu buổi học rồi, là ở buổi 1 chúng ta sẽ làm quen với nhóm công cụ tạo vùng chọn để mọi người hiểu được tính năng định nghĩa công cụ. Nhưng ở buổi sau này khi học công cụ pen tool xong rồi
thì nhóm các ứng dụng làm phòng trọ nó chỉ hỗ trợ các bạn mà thôi. Còn cắt hình, mọi người dùng cụ gì em? Pen tool, để đảm bảo được độ mịn, mượt và trơn tru để khi cắt ghép chúng ta không bị lộ biên nhớ. Thì rõ ràng là chúng ta vừa học công cụ pen tool là công cụ tương đối rất là khó. Thì dụ như là để biết được một người design chuyên nghiệp thì ta chỉ cần phải nhìn cách họ đi công cụ pen tool, cách họ cắt hình và phóng to chi tiết cái hình họ cắt là phải biết ngay cái trình độ của họ đạt đến level nào. Được chưa? Thì công cụ pen tool này không cái nào khác, các bạn phải luyện nhiều để ra đấy để tạo được cái sự tinh khôn nhớ, tạo được cái nét cắt chỉnh chu và đẹp đẽ để phục vụ các bạn cắt. Bởi vì các cái bài sau này là các cái bài dụ các ảnh chất lượng cao, ảnh chất lượng càng cao thì cái việc xử lý hình ảnh lại cực kỳ phải tốt, nếu không rất dễ lộ biên và rất dễ bị lộ. Và như thế rõ ràng là ảnh nhìn không thật, đúng nhỉ? Ảnh kỹ thuật cao thì là xử lý tốt để ta nhìn vào ta không biết ảnh ghép, được chưa? Tốt. Thì đây chính là một trong các cái chức năng ứng dụng nhiệm vụ của công cụ pen tool. Pen tool có rất nhiều công năng khác, nhưng công năng đây là một những công năng hay dùng nhất, đó là dùng để cắt một đối tượng ra khỏi bức hình, đảm bảo nét cắt trơn tru, mềm mượt và mịn nhá. Thì cái bài tập là như thế này, thì trong này thì có cái bài số 2. Thì bài số 2 này đầu vào là cho mọi người một cái tấm hình postcard gồm có 5 cái ghim. Thứ hai là hình chị Minh Hằng. Thứ ba là đèn ngủ. Thứ là hang sò, lại sò tiếp ốc cũng như là sao biển. Và cùng yêu cầu một người cắt ghép một cái hình này postcard, tức là cái tấm hiệp như này. Thì bài này rất đơn giản, chả có gì cả. Bài này đầu tiên một người phải cắt cho thầy rời cái ghim đỏ này từ cái ảnh gốc ban đầu. Ảnh gốc ban đầu này là nó bị dính liền cái ghim đỏ cùng với ảnh nền. Cho mọi người phải thả dùng pen tool. Dùng pen tool này, mọi người cắt đối tượng này ra, rời ra, sau đó đưa chị Minh Hằng vào trong gì đấy, ép vào khuôn này, sau đó cắt toàn bộ rồi đấy người ra. Bây giờ thầy sẽ demo cái bước đầu, bước cắt mọi người sẽ tự cắt ở nhà sẽ làm như sau. Đầu tiên thầy sẽ làm như này, thầy đưa hình này vào đây. Nhưng bởi vì đây là hình gốc, nó cũng bằng với kích cỡ của hình kết quả chứ không phải nhân bản nữa. Ok. Thì đầu tiên do 5 ghim này nó nằm cùng một lớp với cả cái hình là cát với cả tiếp này. Trong khi đó cái ảnh thành phẩm chúng ta thì là như thế này. Trong khi đó ảnh thành phẩm chúng ta cái ghim đỏ lại được cắt rời lên gì đấy, lên phía trên để ghim vào tấm hình của chị Minh Hằng này. Cho nên chúng ta cần phải cắt rời ghim đỏ ra. Vậy pen tool thôi. Ở bài hôm nay thầy bắt buộc em cắt pen tool nhá, thầy không đồng ý các bạn cắt bằng hình này. Các bạn thầy dùng gì đấy, mất chiếc con tool và chuyển phần trắng sang thầy không. Bởi vì thầy muốn cắt, thầy muốn đòi hỏi các bạn phải cắt pen tool và sắc nét nó to lên. Pen tool thế đầu đi nhá, thì đi từ đỉnh này đi, rồi kéo tiếp tuyến, bởi vì đường làm chéo như vuông góc, thấy chưa? Điểm thứ hai nằm ở đây, ví dụ giữ và kéo, thấy nhìn chưa? Đấy, giữ an bẻ, điểm thứ nằm ở đây, giữ và kéo, chưa? Vuông góc, rồi điểm thứ nằm ở đây, giữ và kéo, thấy chưa? Giữ an bẻ, rồi tiếp tục đi nằm ở đây, kéo, giữ an bẻ, bên trên nằm ở đây, chuyện bên trên nằm ở đây, thứ cách chuyển vào một chút không bị lem ra ngoài, bên trên nằm ở đây, dưới đây một chút rồi, bên trên nằm ở đây, làm chậm để bạn theo dõi nhá, còn thấy làm nhanh các bạn sẽ không biết được đâu, bên nằm ở đây, chưa? Giữ an bẻ thì là an rồi tính tiếp. Lúc này tôi giữ an, thằng này tôi thu nhỏ một chút, bình yên nằm ở đây. Được chưa? Giữ an thằng này, bẻ cho bám sát và không bị lem trắng. Tiếp tục, bình yên nằm ở đây, giữ vào kéo, nhìn bên dưới được rồi, giữ an bẻ. Tiếp tuyến vào đây, thằng này
điểm nút hơi bị nông nhá, phải giữ căn trô như vậy đây chị ạ. Như thế nào ở đây các bạn kéo nhẹ nhẹ rồi cuối cùng thì như nằm ở đây các bạn kéo dù trong một chút nó bị lệch ra ngoài hơi bị vỡ ngoài đấy. Rồi này đi thì tính tiếp giữ an bẻ ra rồi tính nhưng mày a à, đấy thì thầy giả ship trước mà giữ an rồi nhớ ngon lành được chưa, giữ cân trô điều chỉnh đây giữ an thẳng ở đây rồi giữ an bẻ này ở đây thằng này hơi nông sâu vào trong một chút đấy tầm này đi vẫn hơi nông rồi ổn đấy giữ bấm đây để khép kín vuông góc rồi lúc mà thì điều chỉnh này nhưng mà đây thằng này giữ an điều chỉnh lại vuông góc đấy tiếp tuyến ổn rồi đấy xong thứ bảy các cho enter lúc này thầy đặt phía giờ xếp 6.2 thì lúc này chúng ta nhớ lại buổi trước ta học hai cái lệnh nhân bản, một là nhân bản cái vùng, một là nhân bản cái đối tượng nằm bên trong vùng chọn ra một layer riêng biệt là căn chun di, bạn nhớ không nhỉ, dùng luôn. Lúc này tôi muốn tách rời cái ghim này ra một layer riêng biệt như vậy tôi bấm căn chun di là xong và tôi có ghim đỏ. Không thì các bạn cái ẩn cái background đi, ta có ghim đỏ sắc nét luôn, nhìn thấy chưa. Bây giờ còn lại các bạn ghim đỏ các bạn đưa lên trên để sẵn đây, ở dưới các bạn có thể xóa lên được, các bạn thấy gì chọn lại background hình chữ nhật bồ đây và đổ màu trắng vào, vậy ta còn nguyên và ta sẽ đưa chị Minh Hằng vào. Minh Hằng này ở đây tôi đưa Minh Hằng vào trong ảnh này, tôi cắt ghép ở đây bên này được chưa. Thì Minh Hằng nó cách đều một khoảng không đổi, các bạn biến đổi tự do thôi. Đấy, đi góc này căn chân T và mọi người kéo tự do đến đỉnh này sao cho nó bằng nhau là xong. Và lúc này tôi sẽ đưa cái ghim này lên đây để tôi cảm giác tôi ghim chị Hằng này vào gì đấy. Cái cát đơn giản, chị Hằng nằm đây, đưa vào ghim vào đây cho mọi người. Đây rồi, chọn ghim đỏ, tôi cho mọi người chọn ghim đỏ, tôi đưa vào đây được chưa, tầm này đi. Và tôi sẽ xóa một phần của ghim này, cái cảm giác là sao, nó ghim vào thôi. Vậy tôi phóng to lên, tôi chọn cụ L2, tức là chọn L2 tôi thích. Và tôi xóa ghim này, các phẩm đây tôi xóa này, ta đừng chéo nhá. Rồi tầm này đẹp nhờ, xếp 6.2 và tôi delete. Đấy, thì cảm giác khác nhờ, như là nó ghim vào thôi. Và cuối cùng đi vô các em là gì, là các em mở các cái hình như là đèn sò và sao và dụng cụ pen tool ngồi ở nhà cắt từng hình một và sau đó đưa sang bên này ghép thành thành phẩm cuối cùng giống như thế này các bạn nhớ. Đây là bài tập về nhà các em được chưa. Còn demo thì đã demo các em toàn bộ cụ pen tool, demo cắt gấu một cái hình là đèn ngủ thì các hình còn lại các bạn sẽ tự cắt. Tuy nhiên ở các hình con sò này thì độ khó tăng dần, ví dụ hình này thì dễ, thứ nhất hình đèn, hình này dễ vừa vừa vì đường con biến thiên ít, hình này con sò này cũng dễ, hình này bắt đầu khó dần vì sao, chỗ này nó quá nhiều điểm gấp khúc nhỉ, cho nên các bạn phải luyện rất là nhiều để cắt nó chưa. Thì đấy là cái bài tập ngày hôm nay. Thì các bạn về nhà các bạn sẽ ôn luyện lại bài tập hôm nay, làm thầy bài 1, bài 2, bài 3. Và từ buổi sau chúng ta sẽ sang phần mới toanh cực kỳ khó, đó là phần mặt nạ. Và thầy muốn đi rất sâu phần này vì nó là cái kỳ cứng, nó là cái kiến thức nền chuẩn để cho bạn cắt ghép tất cả các loại ở trên thế giới này. Dù khó nâu khó thì mặt nạ đóng vai trò rất quan trọng để cắt ghép. Thế thì, bài này chúng ta sẽ dừng ở đây, hẹn lại vào và các bạn vào tối thứ năm 20 giờ để đi tiếp. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.